Dạ, kính thưa giáo sư Thi Khuê, kính thưa quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp đã tham dự chương trình này. Thì tôi là bác sĩ Lê Thanh Liêm, công tác tại khoa siêu âm của Trung tâm Y khoa Medic thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay thật là vinh dự được ngồi đây để nói chuyện với các anh chị và trao đổi một cái vấn đề mà như cô Thi Khuê vừa giới thiệu đó, chúng ta thấy là thiếu sự thống nhất và chúng ta có thể trả lời những kết quả khác nhau cùng một cái nhân giáp. Và hôm nay thì trong cái thời lượng ngắn này thì em xin phép được làm rõ một vài vấn đề liên quan tới siêu âm của bưu giáp nhân và một số cái bảng phân loại T-RAD và cái chỉ định FNA, thì trên cái góc nhìn của bác sĩ siêu âm và một số cái vấn đề thực tế. Thì trong phần trình bày này thì trước tiên thì chúng ta có 4 phần. Phần thứ nhất là các cái kỹ thuật siêu âm ngày nay mà chúng ta có thể dùng để khảo sát cái nhân giáp đó, trong đó có siêu âm BMOS, siêu âm Doppler và siêu âm đàn hồi. Thì tiếp theo là chúng ta cái mô tả một cái nhân giáp trên siêu âm và phân loại T-RAD như thế nào và chỉ định FNA nhân giáp. Cuối cùng là kết luận. Thì để dẫn nhập vào cái bài thì chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy rằng là nhân giáp là chúng ta rất thường gặp, chúng ta có thể siêu âm hàng ngày, có thể là do bệnh nhân phát hiện hoặc là bệnh nhân đi siêu âm tình cờ vì một cái nguyên nhân nào khác về siêu âm vùng cổ chúng ta phát hiện nhân giáp, chúng ta thấy là rất nhiều. Và chúng ta biết rằng là trong số lượng rất nhiều đó thì chỉ có khoảng 50% là cái ca ác tính thôi. Thì như vậy thì cái việc mà nhận ra cái nhân nào là ác tính trong số rất nhiều nhân lành tính như vậy thì luôn luôn là khó khăn. Và hiện nay để tiếp cận chẩn đoán và phân loại xử lý nhân giáp đó, thì các hướng dẫn rất nhiều, các bạn hướng dẫn khác nhau. Mà chúng ta cũng hiểu rằng là cùng một vấn đề mà có rất nhiều hướng dẫn khác nhau, có nghĩa là chưa có cái hướng dẫn nào để gọi là chuẩn mực nhất. Và mỗi cái bản hướng dẫn nó đều có những cái ưu điểm và khuyết điểm của nó, và hiện tại giờ nó cùng tồn tại. Và chính vì cùng tồn tại như vậy cho nên dẫn đến là mỗi bác sĩ lại dùng theo một cái hướng khác nhau và dẫn tới là không thống nhất được. Lượt qua về các cái kỹ thuật siêu âm khảo sát nhân giáp thì trên cái hình này chúng ta thấy là có ba cái hình. Thứ nhất là cái siêu âm BMOS, là cái siêu âm kinh điển nhất chúng ta dùng để phát hiện là có cái nhân giáp hay không. Thứ hai là chúng ta khi mà phát hiện nhân giáp rồi, chúng ta sẽ mô tả cái nhân giáp đó như thế nào, mô tả như thế nào cho gọi là chính xác mà thống nhất được. Và thứ ba là tiếp theo là chúng ta phân loại, làm phân loại T-RAD. Còn nhóm thứ hai là siêu âm Doppler màu. Siêu âm Doppler là dùng để khảo sát cái túi máu trong nhân giáp và đôi khi là dùng để loại trừ cái đó không phải nhân giáp. Và cái mod thứ ba là cái mod siêu âm mới, gọi là mới vậy thôi chứ còn thực sự ra là ở Việt Nam chúng ta đã trải khắp rồi, tức là từ miền Bắc cho tới mũi Cà Mau, hầu hết các nơi đều có cái máy móc để sử dụng cái công nghệ này. Và cái kỹ thuật này là khảo sát cái độ cứng của nhân giáp và từ đó chúng ta phối hợp với các cái kỹ thuật trước kia để làm thay đổi cái T-RAD. Đó là ba cái mod kỹ thuật mà chúng ta dùng hiện nay. Trước tiên thì chúng ta nói về cái mod siêu âm đầu tiên, đó là siêu âm BMOS. Thì với cái hình như thế này nè, để nhắc lại cái quá khứ, cái lịch sử là chúng ta vẫn khám tuyến giáp hiện tại và chắc lẽ thì vẫn còn, nhưng mà chúng ta biết rằng những cái nhân giáp mà nó rất nhỏ, siêu âm bây giờ cái độ phân giải rất tốt cho nên phát hiện được, trong khi đó thì chúng ta không thể sờ để phát hiện được. Hiển nhiên là như vậy thì chúng ta cũng không đánh giá được tính chất của nó bằng cách bằng sờ. Và như vậy thì chúng ta tận dụng cái siêu âm phổ biến hiện nay để chúng ta, thứ nhất là chúng ta xem cái mô tuyến giáp để xem các cái bệnh lý tuyến giáp lan tỏa và tìm cách để phát hiện cho bằng được các cái nhân giáp từ nhỏ đến lớn. Và khi phát hiện được thì chúng ta sẽ mô tả các cái tính chất của một nhân giáp, bao gồm là vị trí, rồi số lượng, rồi kích thước, thành phần, mức độ phản âm, đường bờ, trục, rồi cái vôi hóa, rồi sự xâm lấn và hạch vùng. Như vậy thì chúng ta thấy diễn tả thì cũng không có gì, là nhìn trên cái bảng như thế này thì không có gì là quá khó. Nhưng mà vào thực tế thì cái nhân giáp nó rất là nhiều hình dạng khác nhau và mỗi người do cái định kiến của mình hoặc là cái quan điểm hoặc là do cái ngôn ngữ của mình ở vùng miền nữa, cho nên cái diễn tả nó thật sự rất là khác nhau, cho nên là từ cái diễn tả khác nhau này dẫn đến cái chẩn đoán phân loại T-RAD nó cũng khác nhau. Như cái hình bên đây chúng ta thấy là một cái nhân giáp có vôi hóa viền đây trên nền một cái mô tuyến giáp bình thường, là phản âm của tuyến giáp bình thường thì gọi là phản âm dày hay là tăng âm. Thì để cho rõ những cái chuyện, để cho tránh cái sự khác nhau đó thì tôi xin đưa một vài hình ảnh để cho chúng ta thấy được cái hình ảnh như thế nào, sẽ mô tả như thế nào để cho nó tương đối thống nhất với nhau.
Cái thứ nhất chúng ta nói tới một cái nhân giáp gọi là tăng âm. Cái mô giáp nền đã mô giáp nền của người bình thường thì đã gọi là tăng âm rồi. Nhưng mà cái nhân giáp để gọi là tăng âm thì cái phản âm nó phải cao hơn mô giáp nền, tức là nó sáng hơn, nó màu trắng hơn. Còn cái hình bên đây là cái mô giáp này, cái nhân giáp này gọi là đồng phản âm. Có nghĩa là cái mức độ phản âm của cái nhân giáp này nó tương đương với lại cái mô giáp nền xung quanh. Và cái hình ở góc dưới bên trái, hình ở dưới góc dưới bên trái thì chúng ta thấy rằng là cái nhân giáp nó màu tối hơn so với cái mô xung quanh, cho nên là chúng ta gọi là giảm âm hay là phản âm kém. Rồi đây chúng ta thấy cái nhân giáp đây, phản âm giảm, phản âm của nó thấp hơn so với mô giáp nền thì chúng ta gọi là giảm âm. Và ở đây thì chúng ta cần thêm một cái khái niệm nữa chúng ta cần làm rõ, là vì nó có thêm một cái kiểu phản âm gọi là phản âm rất kém. Cho nên là hai cái cấu trúc này cùng là phản âm kém cả, nhưng mà cái mức độ nguy cơ ác tính khác nhau. Vì vậy chúng ta phải rạch ròi được cái chuyện này. Cái phản âm gọi là kém khi nào nó chỉ thấp hơn cái mô giáp nền thôi, chứ cái phản âm của nó vẫn tương đương với cái cơ bên cạnh, cái cơ phía trước, cổ trước hoặc là cước đòn chẩm. Còn cái hình bên đây, cái phản âm này gọi là rất kém, bởi vì phản âm của nó không chỉ thấp hơn cái mô giáp nền mà nó phải thấp hơn cả cái cơ bên cạnh nữa, thì gọi là phản âm rất kém. Và phản âm rất kém thì cái nguy cơ ung thư nó sẽ cao hơn cái phản âm kém. Và ở đây là một số cái nhân giáp mà người ta gọi là nhân giáp hình dạng bọt biển. Khi thấy cái nhân giáp này hầu như chúng ta không có phân tích gì nhiều, chúng ta nhìn cái nhân này chúng ta cho vô luôn là tirat 2, tức là cái dạng điển hình của nhân giáp lành tính. Và với cái nhân giáp mà dạng hỗn hợp, ở đây bây giờ thì chúng ta bắt đầu thống nhất ngôn ngữ. Ngày xưa thì các bác sĩ hay nhìn một cái nhân mà có phản âm dày, xong đó lẫn một tí phản âm kém vô đó thì chúng ta gọi là hỗn hợp. Điều đó là không có đúng. Cái đó là phản âm dày không đồng nhất, nó thể hiện là một cấu trúc đặc. Còn trong khi mà khi chúng ta đã dùng cái từ là phản âm hỗn hợp thì ý có nghĩa là ám chỉ là chúng ta đã nhìn thấy bên đó có thành phần đặc và thành phần dịch. Thành phần đặc và dịch thì gọi là hỗn hợp. Và nhưng mà khi chúng ta thấy hỗn hợp như thầy, chúng ta lại phân chia ra thành hai cái nhóm đây. Một cái nhóm á là thành phần đặc nó dạng viền xung quanh, dạng đồng tâm. Còn trong khi cái hình bên dưới á là thành phần đặc và nó lệch tâm. Có nghĩa là giống như cái chồi mà chúng ta hay dùng cái từ cái chồi đó. À, như vậy thì với hình cái chồi như thế này thì khi phân loại tirat chúng ta lại không quan tâm tới cái chuyện mà cái nang xung quanh nó như thế nào nữa, mà chúng ta quan tâm cái phần đặc của cái chồi này. Có nghĩa là ta sẽ diễn tả phản âm của nó, diễn tả vi voi trong nó và đường bờ của bản thân cái chồi này thôi. À, lúc đó thì người ta phân loại tirat theo cái chồi đó. Và trên cái hình này xin nhấn mạnh thêm một điều nữa, chúng ta dùng cái từ trục trước sau. Chúng ta cái này là một yếu tố rất quan trọng trong chẩn đoán cái nguy cơ ung thư tuyến giáp. Thì chúng ta thấy rằng ở trục trước sau là nguy cơ ung thư cao hơn là so với nhân giáp trục ngang. Nhưng mà cái này là cái hình, hai cái hình này tôi đặt đây là cùng một nhân giáp đó. Khi chúng ta cắt ngang thì chúng ta thấy cái hình trục trước sau rõ ràng là đường kính phía trước sau nó lớn hơn đường kính ngang. Nhưng mà chúng ta đo đạt trên mặt cắt dọc thì cái đường kính ngang nó lớn, đường kính bề cao nó lớn. Vì vậy mà khi quyết định một nhân giáp là trục trước sau hay không, chúng ta chỉ dùng mặt cắt ngang thôi, không có dùng trên mặt cắt dọc. À, đây là một số cái khái niệm mà để cũng là một số cái yếu tố dễ dẫn tới sai lầm. Chúng ta có một cái thùy giáp này rất là hay, nó chứa ba cái nhân với ba cái kiểu khác nhau. Cái thứ nhất là một cái nhân mà dạng tổ ong, dạng bọt biển mà tôi vừa nói khi nãy đó, một điển hình của một cái nhân giáp lành tính. Ở đây là một cái nhân giáp điển hình của một cái nhân giáp tirat 5, tức là nguy cơ ung thư rất là cao. Chúng ta thấy là bên trong có những cái nốt vi vôi rất là rõ. À, mà bây giờ thì cái từ vi vôi này với ACA thì người ta không dùng là vi vôi, mà người ta dùng là những cái phản âm dày li ti, là những cái này. Và tôi đưa cái hình này vào là mục đích để chúng ta phân biệt một cái chấm phản âm dày này trong một cái này gọi là cái nang giáp keo đơn thuần đây. Chúng ta thấy giữa cái nang nó lơ lửng một cái chấm phản âm dày. Như vậy thì chấm phản âm dày này là một chấm phản âm dày ý nghĩa của đại diện cho cấu trúc lành tính. Vậy thì chúng ta phân biệt như thế nào đây? Ta phân biệt là chấm phản âm dày này nó to và nó có cái bóng trắng ở phía sau. Bóng trắng ở phía sau nó chính gọi là ảnh giả đuôi sao chổi là cái đó. Trong khi đó nếu là vôi mà nó to như thế này thì thường nó sẽ có bóng cản, tức là phía sau nó phải là bóng đen. Còn cái này là bóng trắng. Như vậy thì thấy một tổn thương tuyến giáp mà thấy có những cái nốt như thế này và có cái bóng sao chổi phía sau chính là nhân lành tính.
Ngược lại á, những cái nhân nào mà tôi nói vừa nói là điển hình của một ung thư giáp đây, chúng ta thấy rằng là cũng có chấm trắng mà chúng ta nghĩ là vôi, nhưng mà tại sao chúng ta không thấy bóng cản? Bởi vì cái nốt này quá nhỏ. Vì vậy mà như vậy thì tóm lại chúng ta thấy cái bóng trắng mà có ảnh giả đuôi sao chổi, tức là cái bóng ảnh giả ảnh của lành tính. Còn cái bóng trắng mà không có ảnh giả đuôi sao chổi hoặc là có bóng lưng, tức là đại diện cho cái vôi hóa của nhân giáp. Cũng trong cái chuyện đó thì tôi đưa cái hình kế bên này. Cái hình bên này là một cái trường hợp đã mắc sai lầm trong thực tế. Một bác sĩ siêu âm lúc mà bệnh nhân thời điểm khám thấy một tổn thương cỡ tầm này thôi, nhỏ như thế này. Chúng ta nhìn thấy những cái điểm này là phản âm trống rất là rõ, giống như cái nang đây. Và các bác sĩ nhìn thấy cái chấm trắng nó rải rác như thế này thì nghĩ là cái nang giáp keo và có những cái ảnh giả đuôi sao chổi, tức là nghĩ là những hạt cao dạng keo giáp, tức là nghĩ như vậy thôi chứ không có xác nhận rõ ảnh giả đuôi sao chổi. Thì trường hợp này 3 tháng sau đó lớn rất nhanh và di căn hạch, thì lúc đó mới phát hiện ra những nguyên một cái vùng này là vùng vi vôi và cấu trúc này toàn bộ là cấu trúc đặc cả. Như vậy thì chúng ta sự phân biệt giữa cái nốt gọi là hạt keo giáp và cái nốt vi vôi là một cả một vấn đề cũng rất là khó khăn, và chúng ta chỉ cần đánh giá sai một chút thì cái điểm số để đánh tiras nó tăng, nó thay đổi rất nhiều. Tiếp theo thì tôi xin nói một chút về siêu âm Doppler nhân giáp. Thì thực sự ra các bản phân loại tiras hiện tại bây giờ người ta lại không dùng Doppler, trong khi Doppler nó cũng có giá trị của nó. Dù gì chăng nữa thì một cái khối u mà nó có túi máu vào bên trong nó cũng chứng tỏ được là nó có mô đặc hay là nó có mô sống, giúp chúng ta là phân biệt những cái chuyện, những cái trường hợp mà không phải u. Chẳng hạn như trên cái một cái nhân giáp như thế này, một cái nhân giáp điển hình ung thư mà tôi vừa đưa đó, thì chúng ta thấy rằng là cái túi máu nó như thế này. Đây là một cái công nghệ Doppler mà dùng Doppler vi mạch, chúng ta thấy được cái túi máu thực sự của nó rất khủng khiếp ở bên trong. Với Doppler thường thì những cái ca này chúng ta chỉ thấy được túi máu, vài cái túi máu rải rác thôi ở trung tâm và ngoại biên. Thì đưa cái hình này để tôi chứng tỏ một điều là có những trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng là không có túi máu, nhưng mà khi chúng ta dùng Doppler có độ nhạy cao chúng ta sẽ thấy có túi máu ở trong đó. Và như vậy thì ngược lại, khi các bác sĩ muốn kết luận một tổn thương không có túi máu thì mình phải dùng Doppler ở mức độ nhạy rất cao. Không phải là vi mạch, Doppler thường chúng ta cũng phải set up những cái thông số để cho nó đạt cái độ nhạy cao của nó, thì lúc đó mới quyết định được. Và đối với siêu âm Doppler nhân giáp thì cái chúng ta không quan tâm tới cái túi máu trong nhân giáp là dạng phổ gì, động mạch hay tĩnh mạch, cái điều đó người ta không quan tâm. Người ta quan tâm tới cái kiểu túi máu, tức là người ta nhận thấy rằng những cái nhân giáp mà lành tính thì 80-95% là có túi máu ngoại vi. Còn ngược lại những cái nhân giáp ác tính thì tới 70-90% là có túi máu trung tâm. Như vậy thì khi chúng ta làm siêu âm mạch máu, chúng ta xem cái nhân đó ưu thế mạch máu là ngoại vi thì là một cái hướng về lành tính, còn ưu thế mạch máu là trung tâm là hướng về ác tính. Đó là một cái yếu tố phụ thêm để chúng ta đánh giá thêm. Về chuyện mà mình khi mà mình thấy một cái tổn thương của tuyến giáp mà không có mạch máu thì chúng ta phải rất là cẩn thận, coi chừng là chúng ta bị nhầm là một cái nhân giáp ung, mà tức là chúng ta nghĩ là ung thư nhưng mà không phải vậy. Nó có nhiều khả năng xảy ra lắm, ví dụ như một cái nang mà nó có xuất huyết hoại tử bên trong, chúng ta nhìn tưởng đâu là một cái nhân phản âm kém, hoặc giả là một cái vùng hoại tử, hoặc là cái sẹo do những cái viêm giáp bán cấp cũ để lại, hoặc là một cái túi thừa thực quản. Thường xuyên là túi thừa nó sẽ đè vào cái nhân giáp thùy trái, đè vào thùy trái nó tạo thành ảnh giả của một cái nhân giáp tiras 5. Cho nên là chúng ta phải cảnh giác cái chuyện đó. Và với siêu âm mà độ nhạy cao thì một cái nhân cho dù là dạng bọt biển như thế này, Doppler thường không thấy mạch máu nhưng mà Doppler vi mạch vẫn thấy được, chứng tỏ là nó vẫn có túi máu bên trong đó. Một số hình ảnh để chúng ta thấy đây là một cái trường hợp một bệnh nhân này là có tiền sử viêm giáp bán cấp và được theo dõi thường xuyên. Cái tổn thương được xuất hiện từ cái thời viêm giáp cho tới thời điểm chúng ta khám là rất nhiều tháng, rất nhiều năm, và chúng ta thấy tổn thương như thế này. Nếu chúng ta không nhìn vào cái bệnh sử đó, chúng ta nhìn cái nhân như thế này thì chúng ta buộc phải đánh giá là một cái nhân có nguy cơ ung thư cao, bởi vì phản âm rất kém và đường bờ không đều. Nhưng với siêu âm Doppler thì chúng ta thấy nó chỉ túi máu bên ngoài thôi, bên trong nhân này không có, trung tâm không có. Đây là một cái nhân chúng ta nhìn vào tưởng đâu nhân giáp tiras 5 đây, nhưng mà dùng Doppler chúng ta thấy là dùng mức độ nhạy rất cao rồi, xung quanh mạch máu rất rõ nhưng mà trung tâm này vẫn không có. Thì ca này được sinh thiết ra và sau đó phẫu thuật cũng chỉ là một cái phình giáp keo và có xuất huyết thôi. Đó, tức là những cái tổn thương không phải u mà nó cũng biểu hiện ra hình ảnh giống như là nhân giáp tiras 5.
Rồi tiếp theo tôi dùng nói tới cái mode thứ ba là siêu âm đàn hồi mô. Cái siêu âm này bản chất là một kỹ thuật siêu âm để khảo sát cái độ đàn hồi của mô, có nghĩa là nói lên độ cứng của nhân giáp. Nó thay thế cho việc là chúng ta sờ coi nhân giáp đó cứng hay mềm hay chắc đó. Thì siêu âm đàn hồi thì nó được cái là chúng ta có hai công nghệ, một cái công nghệ gọi là strain elastography và một cái công nghệ dựa vào cái sóng ngang là shear wave. Thì với công nghệ strain này chúng ta khảo sát cái độ cứng của nhân giáp á, chúng ta có thể định tính được, tức là nhìn vào chúng ta biết nhân giáp cứng hay không, và bán định lượng, tức là chúng ta nói nó cứng ở mức độ nào theo những cái thang điểm quy ước. Và chúng ta còn có thể khảo sát cái độ cứng của nhân tới mức là định lượng, có nghĩa là chúng ta nói được nó cứng bao nhiêu kilopascal, và từ đó chúng ta sẽ đưa ra cái hướng chẩn đoán kết hợp với BMOD và Doppler. Tôi lấy ví dụ cái hình này, chúng ta thấy một cái nhân giáp trên hình BMOD nó như thế này. Có vôi to đây, cái nhân giáp như thế này. Với siêu âm đàn hồi thì nó hiện lên một cái bản đồ màu xanh dương như thế này. Dương như thế này so với cái bản đồ độ cứng ở bên trái này, chúng ta thấy là màu xanh dương là màu cứng, màu đỏ là màu mềm. Như vậy thì thoạt nhìn vào chúng ta biết được cái nhân này cứng hơn mô xung quanh rất là nhiều. Và thậm chí kích thước của nó cũng lớn hơn cái nhân giáp bên BMOD luôn. Nó thể hiện cái sự xâm lấn ra xung quanh nữa. Chẳng hạn như cái hình này là cái hình dẫn tới sai lầm rất nhiều này. Chúng ta thấy là một cái cấu trúc dạng nang như thế này chúng ta có thể là rất coi thường. Nhưng mà bên trong nó có một tí mô đặc. Và mô đặc này nó lại có phản âm kém và có vi vôi đây. Thì là nếu chúng ta để ý thì chúng ta thấy là đây là một cái nhân nguy cơ cao. Và với siêu âm đàn hồi thì cho thấy là một cái vùng rất cứng ở chỗ đó, chứng tỏ là một cái nhân giáp ung thư. Ca này thì sinh thiết ra là PTC. Và ứng dụng đàn hồi vào siêu âm thường quy như thế nào? Thì người ta ứng dụng bằng cách là người ta ứng dụng đàn hồi lên cái nhóm mà tirat mà nguy cơ thấp. Ví dụ như tirat 3 thông thường thì chúng ta sẽ cho theo dõi. Thì chúng ta sẽ dùng đàn hồi này vào để chúng ta xem nếu như trong số những ca theo dõi đó mà có ca nào là cứng thì chúng ta sẽ chuyển thành tirat 4. Và ngược lại, nếu mà tirat 4A mà chúng ta thấy nó rất mềm thì người ta cho phép chuyển thành tirat 3 để theo dõi thôi, không phải sinh thiết. Cho nên là khi áp dụng cái kỹ thuật này vào thì cái số ca sinh thiết sẽ giảm xuống, nhưng mà không bỏ sót thêm cái ca ung thư. Người ta thấy là độ đặc hiệu nó tăng từ 20 lên 47% đây, mà trong khi đó thì cái độ nhạy nó không có thay đổi. Cái đó là cái giá trị của nó, có lẽ là tương lai chúng ta sẽ thấy nhiều cái kết quả như thế này. Chúng ta trở lại cái chủ đề chính trong cái phần trình bày hôm nay, đó là hệ thống phân loại tirat. Thì chúng ta nhìn qua các cái đặc điểm, các cái đặc tính của siêu âm của một cái nhân giáp để chúng ta phân biệt lành và ác. Thì trước đây khi chưa có phân loại tirat á, chúng ta giải với nhau một vài vấn đề. Thứ nhất á, là khi chúng ta thấy cái nhân giáp mà phản âm, tăng âm hoặc là đồng âm thì chúng ta không có quan tâm, chúng ta nghĩ như vậy là lành tính. Hoặc giả là khi cái nhân giáp phản âm giảm, tức là phản âm kém đó, thì chúng ta là mới lo lắng là nó ung thư. Rồi, nhưng mà chúng ta nhìn vào cái độ phản âm thì chúng ta sẽ thấy đây. Ở trên hình này chúng ta thấy là tăng âm thì thường là lành tính, nhưng mà ác tính nó cũng có. Rồi giảm âm thì lành tính cũng có, ác tính cũng có. Ví dụ như chúng ta nói là nút vôi to thì thường là lành tính, nhưng mà chúng ta thấy trên cái bảng của Carol đây, người ta thống kê người ta thấy là vôi to thì lành tính là nhiều nhưng mà ác tính cũng có. Rồi vôi nhỏ li ti thì lành tính ít nhưng mà cũng có. Đại khái là vậy. Chúng ta thấy là sự trồng lấp giữa một cái nhân giáp lành tính và ác tính, các đặc tính siêu âm nó trùng lấp với nhau rất là nhiều. Và như vậy thì với mỗi một cái đặc điểm siêu âm á, cho là phản âm kém hay vi vôi, mà chúng ta dùng một đặc điểm để nói là nhân đó là ác tính á, thì cái độ nhạy và độ đặc hiệu rất là thấp. Và chính vì mỗi một cái đặc điểm nó thấp như vậy cho nên mới là cái động lực để ra đời các cái bảng phân loại mức độ ác tính của nhân giáp. Trong đó chúng ta thấy là có bảng ATA hay là các cái bảng tirat hiện nay, là cái bảng tổng hợp các cái yếu tố ác tính lại với nhau. Phần này thì tôi xin nói lượt qua một chút xíu về ATA. Có vẻ như là nhóm bác sĩ chuyên về nội tiết thì thường dùng cái bảng này hơn là nhóm bác sĩ chuyên về ung bú. Chúng ta thấy rằng là ở trên này chúng ta thấy là có nguy cơ cao, nguy cơ trung bình và nguy cơ thấp đây. Và với những cái hình ảnh đại diện như thế này thì theo tôi thấy thì nó rất là hay để trực quan, và chúng ta có thể nhìn vào một cái nhân, ta so sánh với cái bảng này là chúng ta có nghi ngờ ung thư hay không. Nhưng mà nó xem kỹ ra thì nó cũng có một vài cái thiếu sót. Chúng ta nhìn như thế này nè, ví dụ như chúng ta nói nhân này có vi vôi, nhân này bờ không đều, nhân này trục trước sau, hay là ở đây là có một cái hạch di căn. Bảng này thì có nhắc tới hạch di căn.
Nhưng mà một cái nhân nó có một đặc điểm như thế này, giống như cái bảng phía trước người ta nói đó, đâu có nghĩa là ác tính. Như vậy thì chúng ta đọc kỹ lại cái bảng hướng dẫn này, chúng ta sẽ thấy là khi họ nói là có một đặc điểm, nhưng mà bản chất đã họ đã nói tới ba đặc điểm. Đó là một cái nhân đặt phản âm kém và có thêm cái này vào thì mới gọi là có nguy cơ ác tính cao. Như vậy thì họ đã nhắc tới ba đặc điểm. Cái này cũng là nhắc tới nhân đặt phản âm kém, đây cũng đặt phản âm kém, đây là nhân dày, nhân đặt phản âm dày. Như vậy thì tôi đặt một vấn đề, giả sử như một cái nhân phản âm dày mà bờ không đều hoặc là có vi vôi thì nó được đặt vào cái cột nào trong cái bảng này? Chúng ta không có chỗ đặt. Như vậy thì có nghĩa là cái bảng này như vậy là chưa khái quát được hết những cái dạng thức của cái hình ảnh siêu âm mà chúng ta có thể thấy được. Chúng ta, và đây là cái guideline hướng dẫn của ATA về cách xử lý của các nhân giáp và chọc hút FNA. Rồi tiếp theo thì tôi xin bàn luận về các cái hệ thống phân loại TIRAD. Thì như chúng ta đã thấy trên cái bảng này, mình thấy là từ 2009 thì cái khái niệm về phân loại TIRAD nó bắt đầu ra đời. Và như vậy thì từ đó tới nay diễn biến rất là nhiều, người ta cải biên rất nhiều, thay đổi rất nhiều để cho ra đời rất nhiều bảng phân loại TIRAD. Và cho đến hiện nay thì các bảng mà còn được dùng á, được nhắc tới thì thứ nhất là bảng TIRAD của tác giả Quad của Hàn Quốc. Vì cái bảng này rất dễ ứng dụng và dễ nhớ. Rồi tiếp theo cái bảng thường dùng thứ hai đại trà hơn đó là Asia TIRAD năm 2017. Và tương lai chúng ta lại có cái bảng AI đây, tức là dùng trí tuệ nhân tạo vào TIRAD, thay đổi cái TIRAD Asia 2017 này thành cái AI TIRAD. Có lẽ là sắp tới chúng ta có lẽ là sẽ dùng cái bảng này. Ngoài ra còn có nhiều cái bảng phân loại TIRAD khác nữa, nhưng mà hôm nay thì tôi xin phân tích sâu vào ba cái bảng mà đang tô màu đỏ đây. Thứ nhất là chúng ta nói cái bảng phân loại của TIRAD của tác giả Quad. Thì cái bảng này được tạo ra dựa trên nghiên cứu hơn 3.000 trường hợp, tức là lấy 5 cái đặc điểm siêu âm. Khi chúng ta dùng siêu âm mà chúng ta thấy một cái nhân giáp thì chúng ta đánh điểm nó, tính nó có bao nhiêu đặc điểm trong số 5 đặc điểm này. Nếu có một đặc điểm, thứ nhất là thành phần đặc, thì chúng ta đã là TIRAD 4A rồi. Hai đặc điểm trở lên thì 4B. 3 đặc điểm, 4 đặc điểm là 4C, còn cả đủ hết 5 đặc điểm này, tức là cả vi vôi, cả chiều cao hơn chiều rộng, bờ không đều, phản âm kém, thì chúng ta cho là TIRAD 5. Và trong cái bảng này, các bác sĩ nhận thấy rất rõ là echo kém và echo rất kém, họ cho rào thành chung một điểm, tức là không có sự khác biệt về mức độ nguy cơ. Và như vậy thì cái số dấu hiệu nghi ngờ mà càng tăng lên thì cái nguy cơ ác tính nó cũng càng tăng. Và cái cách dùng giống như tôi vừa nói đó, nếu có một đặc điểm là 4A với cái nguy cơ ác tính tầm này 3,3% đây, 4B thì 9,2, 4C đây, mà TIRAD 5 thì là 87,5%, tức là đủ hết 5 đặc điểm đó. Cái bảng này rất dễ dùng, chúng ta chỉ cần nhớ 5 đặc điểm đó là được. Ví dụ trên cái hình này chúng ta đưa ra 5 cái nhân giáp đây. Cái nhân số 5 này chúng ta thấy nhìn rõ đủ hết các đặc điểm. Thứ nhất là phản âm kém, bờ không đều, tất nhiên là mô đặc rồi. Rồi trục trước sau, rồi có vi vôi, là đủ hết. Như vậy thì là TIRAD 5. Còn đây chúng ta thấy một cái nhân đặc, phản âm là đồng âm với mô xung quanh, hoặc là phản âm dày, và không có những yếu tố khác vừa kể. Như vậy thì nó chỉ có một yếu tố là nhân đặc thôi, cho nên là TIRAD là 4A. Cái cách dùng nó rất là đơn giản như vậy. Và chúng ta khi phân loại TIRAD xong, chúng ta có mường tượng được cái nguy cơ ác tính của nó cỡ bao nhiêu phần trăm. Cái khuyết điểm của cái kỹ thuật đó là họ chưa nhắc tới cái chuyện là nó xâm lấn ra ngoài. Họ chưa phân biệt được cái phản âm kém và rất kém. Họ không đánh giá hạch cổ, cũng không dùng Doppler, không dùng siêu âm đàn hồi. Và nếu dùng bản phân loại TIRAD này thì chúng ta chỉ có là TIRAD 4A là có chỉ định FNA, chứ họ không nói gì tới chuyện kích thước của cái nhân giáp đó. Rồi chúng ta đi tiếp qua cái phần bản phân loại TIRAD của Asia 2017. Thì để chúng ta thấy sự khác biệt. Họ cũng dựa vào 5 cái đặc điểm của một cái nhân giáp, trong đó gồm thành phần, hồi âm, hình dáng, đường bờ và những cái đốm tăng âm. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy một số cái khác biệt đây. Ví dụ hồi âm kém họ cho là 2 điểm, nhưng mà hồi âm rất kém là 3 điểm. Như vậy thì nguy cơ nó cao hơn. Và ví dụ như đây có xâm lấn ra ngoài tuyến giáp là 3 điểm, nó trong khi bản kia chỉ có nói là bờ không đều thôi đó. Rồi ở trên này á, thì nốt vôi to cũng 1 điểm, vôi viền 2 điểm. Còn cái bản kia thì chúng ta chỉ có là những cái vi vôi thôi, chứ không tính tới vôi to và vôi viền.
Và với cái cách làm của cái phân loại TRAT ACA này thì chúng ta thấy là tính điểm của từng tính chất cụ thể và cộng các điểm đó lại chúng ta ra được cái phân loại TRAT, chẳng hạn như 2 điểm là TRAT 2, tức là không nghi ngờ và không làm FNA, tương đương với cái nguy cơ ung thư nó thấp chỉ có khoảng 2%, 3 điểm thì nguy cơ nó khoảng 5% và người ta vẫn chỉ định sinh thiết nếu cái nhân nó lớn. Rồi 4 đến 6 điểm thì là nghi ngờ vừa, cũng sinh thiết với kèm theo cái điều kiện là cái kích thước của cái nhân nó trên 1,5cm đây, và trên 7 điểm. Cái vấn đề đặt ra ở chỗ này nó rất là khó là chỗ là cái TRAT 5 đây. TRAT 5 nhưng mà người ta dùng có 7 điểm thôi và nguy cơ ung thư của nó có khoảng hơn 20%, và một số nghiên cứu người ta cho con số là khoảng 35%. Như vậy thì 100 trường hợp mà TRAT 5 chúng ta sinh thiết ra chỉ được có 20, 30, 40 trường hợp ung thư và rất nhiều trường hợp còn lại lành tính. Và chính vì vậy mà làm cho đôi lúc nó làm cho cái người bác sĩ lâm sàng nghi ngờ về cái TRAT 5 này, và một số trường hợp người ta lại vì vậy mà người ta không cho sinh thiết nữa. Cái một cái hay của ACA TRAT là người ta có những cái thuật ngữ người ta chuẩn hóa để chúng ta người dùng dùng giống nhau và bác sĩ lâm sàng cũng dùng giống nhau, có thang điểm, có xếp loại và khuyến cáo FNA theo kích thước. Những cái ưu điểm của họ là ở chỗ là nếu như mà bệnh nhân có nhiều nhân giáp á, thì người ta khuyến cáo là mình chỉ làm FNA hai cái nhân giáp nào mà mình thấy nghi ngờ nhất thôi, tối đa là hai nhân. Và nếu phải theo dõi thì chúng ta sẽ chọn ra tối đa là 4 nhân cần phải theo dõi để chúng ta mô tả kích thước vị trí cho nó rõ ràng. Và người ta khẳng định là cái kích thước không phải là cái yếu tố tin cậy, nó vẫn có khuyết điểm là không có Doppler, không có đàn hồi và cũng không có nhắc gì tới cái hạch cổ di căn cả. Chúng ta thử làm so sánh một cái bảng phân loại TRAT Quad và ACA TRAT. Tôi dùng những cái hình của phía trên để chúng ta đánh giá thêm. Ví dụ như ở cái hình mà chúng ta đánh giá Quad TRAT là TRAT 4A, thì với ACA thì chúng ta chỉ có một đặc điểm là thứ nhất là mô đặc và đồng âm. Như vậy thì chúng ta có mô đặc là 2 điểm, đồng âm là 1 điểm, tức là 3 điểm. Như vậy thì chỉ có nằm ở TRAT 3 thôi. Khác biệt là ở chỗ còn TRAT 4B, 4C thì nó tương đương với lại TRAT 4 của ACA trong hai cái hình này. Chúng ta có cái hình này là tương đương với lại 4 điểm, cái hình này là tương đương với 6 điểm. Chỉ khó cái là TRAT 5. TRAT 5 á, thì người ta dùng cái giới hạn ACA chỉ dùng giới hạn có 7 điểm thôi. Nhưng mà nếu để đạt được cái TRAT 5 giống TRAT 5 của Quad á, nó đủ 5 yếu tố đó, thì các anh chị thấy rằng là để đủ 5 yếu tố này á, thì tính ra điểm á, thì nó sẽ ra được khoảng chừng 12 tới 13 điểm theo nếu tính theo ACA TRAT. Vì vậy mà chúng ta thấy sự khác biệt rất rõ. Nếu như mà TRAT 5 mà 12 điểm thì độ ác tính của nó, nguy cơ ác tính nó gần 90%, tức là tương đương với Quad TRAT 5. Còn nếu TRAT 5 mà có 7 điểm thì hiển nhiên là cái độ ác tính, nguy cơ ác tính nó rất thấp, nó khoảng tầm 20% thôi. Vì vậy mà gần đây thì nhóm bác sĩ của bệnh viện ung bướu người ta làm một cách cũng rất là hay, là người ta dùng ACA TRAT nhưng mà người ta ghi kèm theo đó là bao nhiêu điểm. Như vậy thì nó sẽ vừa cũng là TRAT 5 nhưng mà nếu 7 điểm thì người ta hiểu là nguy cơ ác tính nó thấp, và nếu nó lên tới 12, 13, 14 điểm thì nó người ta hiểu được nó tương đương với lại TRAT 5 của Quad, tức là gần 90% là ác tính. Như vậy thì cái giá trị sử dụng nó cao hơn. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là nếu như dùng siêu âm TRAT thì tôi khuyến cáo các bác sĩ hai vấn đề. Cái thứ nhất là các bác sĩ chẩn đoán là nhân giáp TRAT mấy thì các bác sĩ ghi rõ luôn các bác sĩ đang đánh giá nhân giáp theo bảng phân loại nào, Quad TRAT hay ACA TRAT hay là TRAT của châu Âu chẳng hạn, ta ghi rõ lên trên cái report luôn. Và nếu thứ hai là cái khuyến cáo thứ hai là chúng ta dùng ACA TRAT thì khi chẩn đoán TRAT 4 á, các bác sĩ sẽ ghi kèm theo là bao nhiêu điểm, tức là TRAT 4 4 điểm, TRAT 4 5 điểm, TRAT 4 6 điểm. TRAT 5 cũng vậy, chúng ta cũng sẽ kèm theo là bao nhiêu điểm. Nếu như mà chúng ta nhận kết quả TRAT 5 mà 12 điểm, 13 điểm, 14 điểm, chúng ta hiểu là nguy cơ ác tính rất cao. Tiếp theo thì tôi phân tích một chút xíu. Cái này là một cái bảng phân loại TRAT mà kết hợp với lại trí tuệ nhân tạo. Người ta cải biên cái ACA TRAT thành cái bảng TRAT này và ra đời vào khoảng tháng 5 2019. Và hiện tại bây giờ ở Việt Nam mình nhiều nơi đang tiến hành làm nghiên cứu để thử nghiệm sử dụng cái bảng này. Và cái bảng này được đánh giá rất là cao qua các nghiên cứu quốc tế. Thì người ta
thấy rằng ta nhận thấy nó có nhiều cái thay đổi trong này. Tôi lấy ví dụ như chiều cao lớn chiều rộng, cái bản cũ là ta cho 3 điểm, bản này cho 1 điểm thôi. Hoặc là cái nhân mà hỗn hợp vừa đặt vừa nan á thì chúng ta có 1 điểm, còn trường hợp này cho 0 điểm. Còn cái nhân đặt hoàn toàn á thì bản cũ ta 2 điểm, trường hợp này có 3 điểm. Đó, có một số cái thay đổi như vậy và nhiều cái thay đổi trong này. Và nhưng mà cái khuyến cáo mà sinh thiết á, dựa vào kích thước thì các con số này không có thay đổi gì cả. Con số này hoàn toàn giống nhau. Và người ta nhận xét như thế này. Thứ nhất là cái cách chấm điểm của cái TIRAD, AI TIRAD này nó đơn giản hơn và hiệu quả hơn. Và chúng ta nhìn về cái nghiên cứu về cái giá trị, cái độ chính xác của nó dựa vào cái độ nhạy nè. Thì hai cái kỹ thuật này, hai cái bản này như nhau, tức là ICA TIRAD 217 và cái bản mới này, cái độ nhạy là 93,3% là bằng nhau. Nhưng mà cái độ đặc hiệu á, thì cái bản mới cao hơn. Như vậy thì chính nhờ cái độ đặc hiệu cao hơn này cho nên người ta kết luận được rằng là với cái cách làm đó sẽ giảm bớt cái chỉ định FNA nhân giáp, thậm chí là giảm cái số ca cần mổ, giảm cái số việc theo dõi siêu âm. Đó là những cái giá trị của nó. Và hiển nhiên khuyết điểm thì cũng giống như những cái kỹ thuật phía trên. Đây là cái bản mới mà tôi đánh giá rằng là cái bản này đúng như những cái gì người ta nhận định và có thể là tương lai gần chúng ta sẽ dùng được cái bản này. Tiếp theo một chút nữa tôi nói về chỉ định FNA nhân giáp. Thì chúng ta cũng đều biết cái phần cái gọi là chỉ định một cái làm cái gì đó trên bệnh nhân, cái đó là quyền và nhiệm vụ của bác sĩ lâm sàng. Bác sĩ làm siêu âm, tức là chúng ta làm cận lâm sàng, chúng ta chỉ đưa ra hình ảnh và những cái gợi ý hỗ trợ. Thông thường thì chúng tôi sẽ dừng lại ở cái phân loại TIRAD và cái quyết định chọc hút hay là không, hay là điều trị thế nào đó là thuộc về bác sĩ lâm sàng. Thì chúng ta thấy rằng là một bệnh nhân nhân giáp thì họ có thể gặp hai nhóm bác sĩ lâm sàng. Tức là một nhóm bác sĩ thuộc về ung bú, thứ hai là một nhóm bác sĩ thuộc về nội tiết. Như vậy thì chúng ta thấy hiện tại bây giờ có rất nhiều điều khác nhau trong cái việc mà tiếp cận chẩn đoán hay điều trị. Và tôi nghĩ rằng trong cái bài tiếp theo của tiến sĩ Hoàng sẽ có những cái phân tích sâu xa hơn và rõ ràng hơn về cái chỉ định FNA nhân giáp. Đối với tôi thì tôi nói trên cái góc nhìn của bác sĩ siêu âm và nhân đây thì tôi phân tích một số vấn đề thực tế liên quan tới cái chỉ định này. Thì thứ nhất là khi mà chúng ta siêu âm một nhân giáp mà chúng ta thấy có nguy cơ ác tính cao theo phân loại TIRAD thì đó là có chỉ định FNA. Và thứ hai là chúng ta thấy rằng là có những cái nhân giáp dạng lành tính nhưng mà vẫn có chỉ định FNA bởi vì họ chuẩn bị can thiệp một gì đó chẳng hạn như là đốt u hoặc là những cái phẫu thuật. Hoặc là vì cái nguyên nhân không phải vì ung thư nhưng mà nguyên nhân vì vấn đề thẩm mỹ chẳng hạn, thì hoặc là nguyên nhân vì cái u nó chèn ép gây khó thở chẳng hạn, thì có rất nhiều nguyên nhân để người ta phải nhiều lý do để người ta can thiệp vào nhân giáp. Và trước khi đó thì người ta sẽ làm FNA, tức là không phải là FNA lúc nào cũng vì lý do ác tính. Và cái thứ ba là tôi muốn nói là một số cái nhân giáp chúng ta nhìn thấy là nó hình ảnh nó không có nguy cơ cao, tuy nhiên bệnh nhân có tiền sử nguy cơ chẳng hạn như có xạ trị vùng cổ hoặc là một cái bệnh lý nào đó mà người ta sẽ hóa trị, nó làm cho cái suy giảm miễn dịch, hoặc là tiền sử gia đình ca giáp, thì những trường hợp đó coi như là có nguy cơ, nhưng mà nguy cơ về mặt lâm sàng chứ không phải nguy cơ về mặt hình ảnh siêu âm, thì chúng ta cũng có chỉ định FNA. Nói về chỉ định FNA dựa trên cái siêu âm thì trước tiên tôi nói nếu dùng quad TIRAD 2011 thì chúng ta thấy từ TIRAD 4A, 4B, 4C và 5 là đã có chỉ định sinh thiết và bản phân loại này không đề cập về đến kích thước của nhân giáp là bao nhiêu. Nhưng mà nếu chúng ta dùng theo ICA TIRAD thì chúng ta thấy rằng là TIRAD từ 3, 4, 5 đều có chỉ định sinh thiết, nhưng mà nó tùy thuộc vào cái kích thước có phù hợp theo khuyến cáo hay chưa. Để bàn về vấn đề này thì chúng ta đưa ra một cái vấn đề khó khăn ở Việt Nam chúng ta là như thế nào. Ví dụ như tình huống này tôi phát hiện được một cái nhân giáp rất là nghi ngờ ung thư đây, có 7mm. Như vậy thì cho dù là chúng ta đánh là TIRAD mấy chăng nữa cũng vẫn là chưa có chỉ định sinh thiết theo cái bản khuyến cáo của ICA. Như vậy thì chúng ta có nên làm sinh thiết hay không? Cái vấn đề này rất rất là khó khăn. Nếu chúng ta làm theo khuyến cáo thì sẽ không sinh thiết, nhưng mà người bệnh thì họ sẽ lo lắng bởi vì chúng ta giải thích cho họ rằng là một bệnh nhân đang mang một cái nhân giáp có nguy cơ ung thư rất cao. Như vậy thì mình nói họ để theo dõi thì họ có chấp nhận nổi một cái khối u nghi ngờ ung thư nhiều trong người mình trong nhiều tháng để bắt đầu mình mới tiến hành làm sinh thiết để xác chẩn? Như vậy thì rất là khó để thuyết phục bệnh nhân mà không làm sinh thiết. Nếu ta không làm thì họ sẽ đi tìm chỗ khác để làm,
và khi họ làm ra có kết quả ung thư thì đôi khi họ lại trách là do chúng ta không làm cho họ những thiếu sót của mình. Như vậy thì chúng ta xem lại các con số của bảng Asia Tirat, chúng ta thấy là rất khó để dùng. Nếu như mà cho là Tirat tới 5 mà họ vẫn đợi tới 1 cm, và hiện nay thì nhiều nơi kể cả ở ung bướu cũng vậy, khi chúng ta thấy một cái nhân giáp nghi ngờ ung thư nhiều thì hiển nhiên là chúng ta cũng sẽ làm sinh thiết để quyết định nó phải ung thư hay không. Và sau đó thì cái chuyện điều trị có mổ hay không thì lại là vấn đề của bác sĩ lâm sàng. Rồi chỉ định FNA nhân giáp thì còn nhiều cái yếu tố nữa. Chúng ta ví dụ như chúng ta một nhân giáp có nghi ngờ ung thư, chúng ta cân đối với một ca ví dụ như bệnh nhân 90 tuổi, chúng ta chẩn đoán ra thì chúng ta có làm được gì thêm không? Ví dụ như một bệnh nhân có bệnh nội khoa nặng hoặc là bệnh nhân có rối loạn đông máu thì chúng ta phải cân đo giữa cái lợi ích khi mà chẩn đoán được cái nhân giáp đó và cái nguy cơ mà người bệnh nhân phải mắc phải để chúng ta quyết định có làm hay không. Một số trường hợp cái nhân giáp chúng ta nhìn rất là điển hình lành tính nhưng mà bệnh nhân quá lo lắng thì chúng ta cũng phải xem xét cái chuyện này. Hoặc giả là một tình huống rất là thực tế, tôi nghĩ rằng là cái việc không tuân thủ điều trị không phải nói là bệnh nhân không tuân thủ mà là họ không có điều kiện tuân thủ. Chẳng hạn như một bệnh nhân ở vùng quê xa xôi lâu lắm mới có dịp để tới khám một lần. Nếu chúng ta hẹn họ là 3 tháng hay 6 tháng tái khám, liệu là họ có tới được hay không? Và nếu họ không tới được thì hậu quả sau đó thì chúng ta thấy như thế nào? Và một cái yếu tố nữa mà từ nãy giờ chưa có cái bản nào đề cập tới, họ chỉ nói kích thước nhưng mà không nói vị trí. Chẳng hạn như một cái nhân giáp mà nó kích thước nhỏ nhưng mà nó nằm ở vị trí eo giáp, chỉ cần nó lớn hơn một tí là nó phá vỏ bao, là nó lan ra ngoài. Như vậy thì nó sẽ khác với một cái nhân giáp nhỏ, nó nằm ở trung tâm của thùy giáp, nó là một cái vấn đề nữa. Nếu mà nhân giáp nhỏ nhưng mà nó nằm ở những vị trí dễ xâm lấn thì chúng ta lại phải xử lý sớm. Thêm một vấn đề nữa là nếu như mà một nhân giáp mà chúng ta nghi ngờ ung thư, chúng ta cho làm FNA xong ra kết quả lành tính thì chúng ta tính như thế nào đây? Thì chúng ta phải xem lại cái kết quả siêu âm. Nếu như mà trên siêu âm nguy cơ thấp, chẳng hạn như Asia Tirat 4 mà chỉ 4 điểm thôi, hoặc là Quad Tirat mà 4A chẳng hạn, thì chúng ta biết là nguy cơ rất thấp. Thì những trường hợp này chúng ta nên để theo dõi, chúng ta coi như chấp nhận cái kết quả lành tính. Tuy nhiên nếu mà chúng ta xem lại cái hình nhân giáp trên siêu âm mà nguy cơ rất cao hoặc là nguy cơ trung bình, chẳng hạn như 50% trở lên chẳng hạn, thì chúng ta nên xem xét FNA lại ngay. Và ngay là khi nào? Ngay thì thường thường người ta hay hẹn 1 tháng, nhưng mà có khi người ta hẹn 1 tuần, hoặc giả là bệnh nhân quá lo lắng người ta buộc phải làm ngay lập tức trong ngày đó hoặc là ngày hôm sau chẳng hạn. Thì có cái chuyện mà hôm nay lành tính hôm sau ác tính là chuyện mà chúng ta chắc có lẽ là ai cũng đã trải qua, gặp những bệnh nhân như vậy. Cho nên là ở cái slide này tôi muốn nói là chúng ta phải phối hợp, chúng ta đừng quá tin tưởng vào cái FNA, tại vì FNA nó cũng có dương tính giả và âm tính giả. Vì vậy mà khi ra kết quả lần một mà âm tính, lành tính thì chúng ta phải xem lại siêu âm cái nguy cơ nó có quá cao hay không để chúng ta tính toán là cho bệnh nhân làm lại ngay hay không. Kết luận lại thì tôi thấy rằng là siêu âm đóng góp thì ngày càng nhiều trong cái việc mà tầm soát và chẩn đoán và quản lý cái theo dõi cái nhân giáp. Và nếu mà chúng ta phối hợp được tốt các cái mod siêu âm, BMOD, Doppler và cả đàn hồi trong tương lai này, thì chúng ta thấy là cái chẩn đoán nó sẽ chính xác hơn và chúng ta giảm cái bỏ sót cái tổn thương ác tính. Trong khi đó thì chúng ta thấy rõ rồi các bảng phân loại về nguy cơ ác tính với nhân giáp từ ATA cho đến các cái bảng phân loại Tirat cũng thấy là chưa thống nhất nhau, và cái chỉ định FNA cũng vẫn là chưa thống nhất, cho nên chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong thực hành. Thậm chí trong cùng một bệnh viện mà chúng ta đã làm khác nhau rồi thì đừng nói gì giữa các bệnh viện với nhau. Và nếu mà chúng ta đạt được sự thống nhất từ bác sĩ lâm sàng, bác sĩ siêu âm thì và sử dụng cái bảng phân loại nào và guideline FNA khi nào, thì nếu mà đạt được cái chuyện đó thì chúng ta thấy là việc làm chúng ta rất là dễ dàng và người bệnh nhân sẽ được lợi. Và chúng ta có thể hy vọng điều đó hay không? Nếu như mà tôi nghĩ rằng cái điều đó nó chỉ xảy ra khi mà nhóm bác sĩ, các bác sĩ nội tiết ngồi lại với nhau cùng với các bác sĩ về ung bướu và chúng ta làm sao đó để đưa ra được một cái guideline chung, và cái guideline đó nó sẽ bảo vệ những cái người làm thực hành giống như chúng ta cũng như là bảo vệ bệnh nhân. Thì phần trình bày của tôi xin dừng ở đây, xin cảm ơn quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp đã theo dõi.
Xin cảm ơn bác sĩ Liêm. Không biết là các bạn có gửi câu hỏi hay không. Còn nếu không thì tôi cũng xin hỏi một câu. Tức là khoảng lúc mà siêu âm bắt đầu được đưa vào thành phố Hồ Chí Minh á, thì tôi biết là có một cái nghiên cứu ở trong thành phố Hồ Chí Minh, và cũng không phải là gọi là lấy mẫu theo đúng nguyên tắc về dịch tễ, nhưng mà là những cái bệnh nhân tiếp cận được á, thì cái tỷ lệ nhân á, là phát hiện được là 20%, nhưng mà lúc ấy đó là cái 20% những cái người mà được làm. Thì lúc đó thì chúng ta biết là máy siêu âm nó chưa được như bây giờ, nó chỉ có B1 và nó chưa có đến cao cấp như bây giờ. Nhưng mà bây giờ đây thì tôi thấy là nếu mà với cái tình hình mà máy của mình tốt như vậy đó, thì có lẽ là cái tỷ lệ nhân phát hiện ra rất là cao. Đó, cho nên là cái kiến thức đó mà về biếu giáp nhân thì thật sự cũng rất là cần thiết. Đó. Thế nhưng mà đồng thời đó thì biếu giáp nhân rồi mình lại thấy biếu giáp đa nhân nữa. Thì cái cách mà đánh giá nhân trong một cái biếu giáp đa nhân đó, thì nó có tương tự như thế này không? Dạ, hay là thế nào thì xin bác sĩ Liêm là chỉ dẫn lại cho bên lâm sàng một chút. Dạ. Dạ, thưa cô, cảm ơn cô có câu hỏi rất là thực tế, bởi vì là cái việc mà hàng ngày chúng ta gặp bú giáp đa nhân là rất nhiều. Và với người làm siêu âm thì cái công việc nó không khác gì nếu mà chúng ta thấy một nhân. Chúng ta thấy nhiều nhân thì chúng ta phải đánh giá nhiều nhân. Thì chúng ta không có thể nào mà làm từng nhân, một bệnh nhân có thể là 5 nhân, 10 nhân, thậm chí có những ca mà không đếm nổi cái số nhân. Như vậy thì trong quá trình khảo sát á, chúng ta quét cắt dọc và cắt ngang, chúng ta quét qua các nhân đó thì chúng ta sẽ dừng lại ở những cái nhân có nguy cơ nhiều. Và chúng ta khảo sát rất là kỹ cái nhân có nguy cơ đó và chúng ta đánh điểm tirat của nó. Rồi tới cái nhân khác có nguy cơ nữa, chúng ta cũng lại phân loại tirat. Như vậy thì giống như khuyến cáo của ACR rất là hay, là ở chỗ là trong số nhiều nhân đó chúng ta sẽ chọn lọc ra hai cái nhân mà có tirat cao nhất để chỉ định FNA. Còn nếu chưa có chỉ định FNA thì trong đó chúng ta sẽ xem những cái nhân nào để cần để theo dõi trong 3 tháng, 6 tháng đó. Thì chúng ta sẽ ghi rõ cấu trúc, kích thước và vị trí của cái nhân đó. Và chúng ta ghi rõ tirat trong cái report để lần sau chúng ta theo dõi, chúng ta so sánh kích thước của cái nhân đó. Và như vậy thì kết luận thì người ta thấy rằng là người ta khuyến cáo mình nên kết luận một cái tuyến giáp tirat thì dựa vào cái nhân tirat cao nhất. Nhưng mà theo em á, thông thường hàng ngày mình làm á, thì mình kết luận riêng tirat của từng nhân mà mình quan tâm. Còn những cái nhân còn lại tirat nó tương đương nhau, như tirat 2, tirat 3 cùng với nhau mình có thể mô tả chung một lượt. Còn những cái nhân nào có nguy cơ thì sẽ mô tả riêng và ghi nhận tirat riêng để chúng ta theo dõi. Thì công việc cũng giống vậy. Cảm ơn cô. Cảm ơn bác sĩ Liêm. Thì vấn đề là đặt câu hỏi đó, thì đây có câu hỏi tiếp là: cho em xin hỏi đặc điểm tưới máu của viêm giáp bán cấp và ba giờ đâu giống hay khác nhau? Tôi xin trả lời câu hỏi của bác sĩ về cái đặc điểm tưới máu của viêm giáp bán cấp và ba giờ đô. Ba giờ đô trong cái giai đoạn mà người ta chưa điều trị, tức là bệnh nhân thường tới với mình là cái giai đoạn mà đang sụp ký, tức là mới ban đầu hết á, thì nó là điển hình hết, trên hình ảnh siêu âm rất điển hình. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy tưới máu rất nhiều, các mạch máu rất là to. Và sau đó thì chúng ta gần đây thì chúng ta dùng luôn cái siêu âm Doppler động mạch giáp. Khi chúng ta thấy một cái nhân giáp mà nghi ngờ ba giờ đô, ta dùng Doppler động mạch giáp và chúng ta đo cái vận tốc đỉnh tâm thu và nhịp mạch. Chẳng hạn như nó ra vận tốc đỉnh tâm thu bình thường và nhịp mạch bình thường hoặc thấp thì chúng ta phải nghĩ tới cái hướng khác, đó là viêm giáp Hashimoto. Còn nếu như mà chúng ta ra được cái vận tốc điển hình là thường thường nó sẽ trên được 70 cm/giây, trong khi đó bình thường nó khoảng dưới 40 thôi. Nó trên được 70 cm/giây là chúng ta hầu như chắc nó là ba giờ đô, và cộng với tình huống điển hình thì nó sẽ có nhịp mạch nhanh. Cái viêm giáp bán cấp, viêm giáp đờ cạc ven, cái hình ảnh đó tưới máu khác hẳn. Chúng ta thấy thứ nhất là cái tổn thương viêm giáp bán cấp là tổn thương giảm âm và giới hạn không rõ giống như cái nhân giáp. Tức là từ trung tâm ra ngoại vi rồi tới mô giáp lành nó không có một cái ranh giới rất rõ. Và thứ hai là cái tưới máu là tưới máu giảm tưới máu chứ không phải là tăng tưới máu. Anh chị nếu để ý kỹ các guideline hướng dẫn, người ta thấy là mặc dù chúng ta hay suy nghĩ là cái gì viêm nó sẽ tăng tưới máu, nhưng mà viêm giáp bán cấp được cạc ven, cái trung tâm nó là giảm tưới máu. Người ta giải thích tại sao nó giảm tưới máu, tại vì nó phù nề ở bên trong đó và nó làm cho giảm cái tưới máu, nó áp lực lên các mạch máu làm nó giảm tưới máu bên trong. Cho nên là chúng ta ít khi bị nhầm lẫn giữa viêm giáp bán cấp
và cái Basedo. Nhưng mà chúng ta sẽ dễ nhầm lẫn giữa Basedo và viêm giáp Hashimoto giai đoạn mới. Thì tôi cũng xin tiếp lời của bác sĩ Liêm là cái viêm giáp bán cấp được cà phê đó, thì thật ra trên lâm sàng nó có những cái triệu chứng chỉ điểm mà chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta chẩn đoán, và dĩ nhiên là chúng ta nên làm siêu âm nếu mà cái lâm sàng của chúng ta mà chúng ta cảm thấy mà chưa có yên tâm. Thì bác sĩ Liêm đã nói rõ rồi về cái vấn đề tưới máu là viêm giáp bán cấp được cặp ba thì không có tăng tưới máu, trong khi Basedo mà toàn phát thì nó rất là rõ rệt. Viêm cái viêm giáp bán cấp được cặp ba đó thì 90% là bệnh nhân rất là đau ở cổ, nhưng mà khoảng độ 10% bệnh nhân không đau gì hết. Và nếu mà bệnh nhân có triệu chứng nhiễm độc giáp tố đó, do cái nang nó bị vỡ ra và nó phóng thích hormone vào máu đó, thì phải công nhận là triệu chứng lâm sàng nó khá giống bệnh Basedo. Nhưng mà nếu mà các bạn làm xét nghiệm thì các bạn chú ý đó là vì là hormone nó đổ vào máu cho nên chúng ta cũng vẫn thấy FT4 tăng và TSH giảm. Nhưng mà vì đây là một tình trạng viêm, mà cái viêm này nó không phải là viêm tự miễn như là Basedo, nhưng mà một cái đặc điểm của viêm giáp bán cấp được cà phê là VS nó tăng rất là cao, trên 100mm trong một phút trong cái giai đoạn đầu á, thì nó rất là gợi ý. Và cái thứ hai là tiroglobulin nó tăng lên trong máu, là bởi vì khi nang nó bể ra nó đổ tiroglobulin vào trong máu, thành ra trong giai đoạn toàn phát á, thì cái VS và cái tiroglobulin nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Trong khi đó thì ở bệnh Basedo thì chúng ta biết là VS thì không tăng cao đến như vậy và tiroglobulin cũng không có tăng, bởi vì là cái kích thích về tự miễn nó làm tăng những cái mạc cơ đã về vấn đề tự miễn, thí dụ như là TEAB mà TSI. Thì nếu có dịp nào khác thì chúng ta sẽ đề cập đến cái chuyện đó. Thì bây giờ thì sẽ xin cảm ơn bác sĩ Liêm, chắc là còn một ngày nào khác thì cũng phải nhờ những cái kinh nghiệm lâm sàng để cho bác sĩ lâm sàng học hỏi. Bây giờ không biết là bên chúng ta đã sửa soạn xong bài của bác sĩ Hoàng chưa? Vâng, thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái đề tài thứ hai là tiếp cận biếu giáp nhân và những cái sai lầm thì chắc là không dám nói, nhưng mà hạn chế trong cái FNA của tuyến giáp. Dạ, xin mời tiến sĩ Lâm Văn Hoàng, bây giờ đang bị lockdown ở Bệnh viện Chợ Giấy. Thưa cô và cùng các anh chị đồng nghiệp, thì em cứ nói to lên. Tiếp theo cái bài của bác sĩ Liêm thì tôi xin chia sẻ thêm cái tiếp cận bưu giáp nhân và những sai lầm trong cái chẩn đoán FNA tuyến giáp. Thì phải cảm ơn là bác sĩ Liêm đã chia sẻ tất cả những cái mà về vấn đề về siêu âm mà những cái phân loại TRAS, cho đó cái bài nói tôi có vẻ nó sẽ đơn giản hơn khá nhiều. Phần tôi trình bày thì nó sẽ gồm những cái phần mà lướt qua về dịch tễ, nguyên nhân bướu giáp cũng như là tiếp cận bướu giáp nhân như thế nào, FMA và quy trình chỉ định và sai lầm của cái FMA tuyến giáp. Thưa các anh chị, cô và anh chị đồng nghiệp, tức là chúng ta nói về dịch tễ bướu giáp nhân thì rõ ràng là nó chiếm khoảng là 7% trong nhóm tuổi trưởng thành, và tỷ lệ phát hiện thường là 5% ở nữ và 1% ở nam. Và với kỹ thuật siêu âm ngày càng phát triển thì chúng ta thấy là tỷ lệ phát hiện chúng ta càng ngày càng nhiều hơn, khoảng 10% có khả năng là ung thư trong bướu giáp nhân. Và tỷ lệ ung thư cao nằm ở cái nhóm dân số thường là trẻ em, người lớn nhỏ hơn 30 tuổi, hoặc bệnh nhân có những cái tiền căn như xạ vùng cổ, hoặc nhân có tiền sử gia đình ung thư giáp, hoặc là những cái bệnh lý nội tiết như men. Nguyên nhân của cái bướu giáp nhân thường là tất cả các anh chị cũng biết rằng nó là có thể là lành tính hoặc là ác tính, có thể là một cái adenom bình thường, hoặc là một cái viêm giáp Hashimoto, hoặc là một cái nang, hoặc là một cái adenom dạng nang, hoặc là những cái hợp cell, adenom hợp, tế bào hợp. Trong trường hợp ác tính thì chúng ta có thể thấy là có thể là ung thư giáp nhú, ung thư giáp dạng nang, hoặc là ung thư giáp nhật tủy không điển hình, hoặc là lymphoma, hoặc là những trường hợp mà di căn từ những cái bệnh lý ung thư khác mà đến tuyến giáp. Thường thì người ta thấy trong những cái vấn đề về bệnh lý tuyến giáp á, chúng ta thấy ung thư nó chiếm dạng nhú chiếm khoảng 75%, những ung thư dạng nang khoảng 10%, dạng tủy 5%, và ung thư không điển hình nó khoảng 5%. Còn lại thì lymphoma nó khoảng 5%, còn lại những sarcoma. Thì anh chị thấy rõ ràng là chúng ta nhìn thấy đó,
đây là những bệnh lý tuyến giáp mà chúng ta thường gặp. Do đó khi chúng ta gặp thấy những bệnh lý tuyến giáp, ung thư giáp, chúng ta thấy phần lớn là ung thư giáp dạng nhú. Và về mặt lâm sàng thì tiếp cận của các bệnh nhân với giáp nhân, đây là một cái bước tiếp cận rất thực sự ra chúng ta thấy đơn giản nhưng thực sự rất khó với nhiều lâm sàng, đặc biệt là bác sĩ nội khoa cũng như bác sĩ nội tiết. Điều đầu tiên là luôn luôn chúng ta luôn luôn cần phải trả lời cho bệnh nhân một câu hỏi là lành tính hạ tính. Do đó sự tiếp cận cẩn thận nó rất quan trọng. Bệnh nhân phải cần được hỏi bệnh sử rất kỹ. Bệnh nhân đi bên cạnh nó phải khám lâm sàng và làm những xét nghiệm khi mà chúng ta cần thiết. Để mà phân biệt, thường thường là chúng ta cần phải phân biệt một số các khối u vùng cổ. Ví dụ như anh chị thấy là những bệnh lý bẩm sinh nó có thể là những cái khối u mà nó ảnh hưởng, hoặc là những bất thường về khí quản, thực quản, hoặc là khí quản, hoặc là quá trình những bệnh lý về viêm, hoặc là những bệnh lý về hạch, hoặc là chấn thương, hoặc là những cái bệnh lý ác tính. Đó là lý do mà về mặt lâm sàng chúng ta luôn luôn cần phải rất cẩn thận trong vấn đề chẩn đoán bệnh lý tuyến giáp. Về những yếu tố quan trọng của bệnh sử lâm sàng mà cho chúng ta có thể gợi ý ngay từ đầu những cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm những bệnh lý tuyến giáp nó như thế nào. Ví dụ như những yếu tố bệnh sử như là tuổi, tiền căn gia đình, bệnh lý tuyến giáp hay ung thư giáp, hoặc là tiền căn xạ trị vùng cổ, vùng đầu và cổ, thời gian phát hiện các khối u vùng cổ nó phát triển như thế nào, nó có nhanh hay không, tính chất nó có hàng giọng, nuốt khó hay không, khó thở hay không, và triệu chứng lâm sàng liên quan đến cái tuyến giáp. Khi khám bướu giáp thì chắc chắn là chúng ta có cái, một cái kỹ năng để khám, để xác định vị trí, kích thước, số lượng, mật độ, tính chất của nó đau hay không đau, nó có dính với mô xung quanh hay không dính. Và chúng ta phải luôn luôn khám hạch cổ để xác định cái vị trí hạch nó như thế nào, có liên quan đến bệnh lý của tuyến giáp hay là những cái hạch viêm và tình trạng xuất hiện cái thời gian như thế nào. Thì một vài cái gợi ý của một số của nhà nghiên cứu qua những cái tài liệu tổng hợp thì người ta cũng thấy rằng ví dụ chúng ta tìm những cái dấu chứng nghi ngờ ác tính, hoặc là chúng ta tìm những dấu chứng nghi ngờ lành, có thể nghĩ là lành tính. Ví dụ như bệnh nhân bị bệnh bướu giáp nhân ở lứa tuổi từ nhỏ 20 hoặc là lớn hơn 70, bệnh nhân thường thường ở nam, hoặc bệnh nhân có những triệu chứng như là hàng giọng, nuốt khó hay là khó thở, hay là nhân giáp của bệnh nhân phát triển rất nhanh, mật độ chúng ta thấy nó chắc, sờ nó cứng, hoặc là bệnh nhân có thể hạch cổ, chúng ta thấy nó có tình trạng khi chúng ta thấy cái nhân nó kém di động, nó dính vào cái mô xung quanh, hoặc là bệnh nhân có tiền căn là xạ trị vùng đầu và cổ, hoặc là gia đình ung thư giáp dạng tủy hoặc là men 2. Đó là những cái dấu chứng mà người ta nghĩ rằng gợi ý chúng ta có thể là đây là một cái vấn đề về lâm sàng, chúng ta nghĩ có thể là bệnh bướu giáp này có thể là ác tính. Những cái dấu chứng mà chúng ta có thể nghĩ về lành tính, ví dụ như bệnh nhân có tiền sử gia đình có bệnh tự miễn như viêm giáp Hashimoto, tiền sử gia đình có bệnh nhân lành tính hoặc là phình giáp, có triệu chứng suy giáp hay là cường giáp, bệnh nhân có thể tăng đau nhạy cảm như là vùng nhân giáp chúng ta nghĩ là viêm, hoặc là vùng nhân giáp mềm trơn láng và di động, thì đây là những cái dấu chứng mà có trong một số qua một số nghiên cứu và lâm sàng tổng hợp là chúng ta thấy rằng đó là những cái yếu tố mà chúng ta trong lâm sàng chúng ta luôn luôn ghi nhận từ ban đầu. Đó là những cái ban đầu. Và tiếp cận nhân giáp thì thực sự là nó có nhiều cái cách tiếp cận nhân giáp mà thưa với anh chị đồng nghiệp, tức là chúng tôi mượn một cái bản tiếp cận của UpToDate 2020 để cho chúng ta tiếp cận cách nhân giáp tương đối rõ ràng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng lâm sàng nghi ngờ bướu giáp nhân có thể có phát hiện tình cờ hoặc phát hiện trên một cái hình ảnh, thì chúng ta cần phải làm thêm những xét nghiệm về hộp môn giáp, ví dụ như TSH hoặc là siêu âm tuyến giáp. Sau đó chúng ta đánh giá cái giá trị TSH nó cao hay là bình thường, thì chúng ta có thể làm siêu âm đánh giá lại, hoặc là làm chỉ định F3 tuyến giáp. Nếu mà F3 tuyến giáp chúng ta có thể là nếu mà nó dương tính thì chúng ta sẽ đi đến những vấn đề khác. Còn nếu mà TSH nó có tình trạng bị ức chế thì có thể là dưới lâm sàng thì anh chị có thể coi làm cái xạ hình, hoặc là anh chị đo nồng độ F3 và T4. Nếu trường hợp nhân này nó không có chức năng thì chúng ta có thể đi ngược lại là chúng ta làm siêu âm, làm FA, hoặc là ví dụ như bệnh nhân có tăng chức năng thì anh chị nghĩ nó có thể là cường giáp, hay là cường giáp thật sự, hay là cường giáp dưới lâm sàng, thì chúng ta có cái giải pháp thích hợp nhất. Thì đây là một cái bản mà cho chúng ta nhìn góc độ rất đơn giản khi mà tiếp cận một bệnh nhân bướu giáp như những nhà nội khoa cũng như những nhà nội tiết. Chúng ta có thể làm một vài cái xét nghiệm giúp cho bệnh nhân để cho chúng ta thêm cái dữ liệu để chẩn đoán, ví dụ như siêu âm tuyến giáp, chức năng tuyến giáp, calcitonin, thyroglobulin, xạ hình tuyến giáp, hoặc là MR tuyến giáp, CT scan hoặc là PET. Đó là những cái xét nghiệm mà chúng ta có thể làm, nhưng tuy cái điều kiện là mỗi cái nơi cơ sở y tế khác nhau thì chúng ta có thể có thực hiện lâm sàng theo cái
cái khuynh hướng khác nhau, chứ không phải bắt buộc tất cả mọi thứ. Quý thứ hai nữa là tất cả những xét nghiệm này càng ngày nó càng mất tiền, cho đó chúng ta cần phải chỉ định rất hợp lý cho bệnh nhân thì chúng ta mới thấy là nó phù hợp. À, vấn đề siêu âm tuyến giáp đây là một cái kỹ thuật tương đối đơn giản, có lẽ là anh chị cũng biết là nó phát triển khá lâu và nó là cho đến ngày hôm nay thì nó giúp rất nhiều trong cái này, nhiều bệnh lý chứ không phải là riêng tuyến giáp. Thì chúng ta chi phí nó thấp và nó sẽ giúp chúng ta xác định những cái nhân kích thước nó nhỏ, ví dụ nhỏ hơn 1 cm, thì phần lớn nếu mà thường thường khám bằng tay thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ phát hiện nó khoảng là 50% thôi. Nếu mà chúng ta phát hiện bằng siêu âm, chúng ta có thể phát hiện gần 70-80%. Nó sẽ giúp chúng ta phân chẩn đoán, phân loại và những yếu tố nguy cơ ung thư mà anh chị đã nghe bác sĩ Lim chia sẻ nãy, hoặc là nó gợi ý chúng ta những nhân bất thường, những cái vị trí sinh thiết, và nó đánh giá chúng ta thấy rằng có thể là cái nhân này nó lớn, kích thước như thế nào, có xâm nhập vỏ bao hay không, hoặc là nó có hạch nghi ngờ và nó hỗ trợ chúng ta sinh thiết. Như vậy thì một vài tính chất gợi ý trong siêu âm mà hồi nãy thì bác sĩ Lim đã chia sẻ với anh chị rồi, tức là trong vấn đề siêu âm tuyến giáp thì chúng ta cần tìm những cái dấu chứng là cái tính chất echo nó như thế nào, tăng hay giảm, tình trạng canxi hóa nó như thế nào, mà halo nó như thế nào, bờ nó có đều hay không đều, hoặc là có tình trạng tăng sinh hay là xâm lấn hạch vùng, hoặc là Doppler mạch máu như thế nào. Thì đó là có những cái mà anh chị đã từng nghe bác sĩ Lim chia sẻ hồi nãy. Như vậy thì một số hình ảnh nghi ngờ ung thư ác tính trên siêu âm thì bác sĩ Lim chia sẻ anh chị khá rõ, tức là đây là một đặc điểm mà gần đây vấn đề vai trò siêu âm đóng rất lớn, tức là vấn đề chẩn đoán những cái bệnh lý bướu giáp nhân là vai trò của siêu âm khá ở nhà cận sàng khá lớn, và chúng ta có thể tìm những dấu chứng nguy cơ cao của hiệp hội tuyến giáp. Anh chị thấy là người ta tìm dấu chứng nguy cơ cao, nguy cơ thấp hoặc là nguy cơ trung bình dựa vào những hình ảnh bờ, tính chất echo, tình trạng vô hóa, tình trạng chiều hình dạng kích thước, cũng như là tình trạng tăng trưởng của hình ảnh tăng trưởng trong và ngoài tuyến giáp và hạch bệnh lý vân. Thì đây là những cái dấu chứng mà anh chị đã từng nghe bác sĩ Linh chia sẻ hồi nãy. Như vậy thì thực sự ra thì từ những cái dữ liệu về siêu âm thì những nhà lâm sàng và những nhà cận lâm sàng siêu âm người ta bắt đầu đưa ra các bản phân loại TRAS để đánh giá cái yếu tố nguy cơ về cái vấn đề ung thư giáp. Như vậy thì nãy bác sĩ Lim đã chia sẻ với chị khá rõ mà rất cặn kẽ và những cái bản phân loại của TRAS mà giúp chúng ta thấy rằng khi chúng ta đánh giá bệnh nhân có những cái mức độ phân loại TRAS càng cao thì cũng nguy cơ càng lớn, và đó nó giúp chúng ta có thể là có quyết định hợp lý cho bệnh nhân mà chúng ta điều trị. Đi bên cạnh những cái xét nghiệm mà anh chị thấy rằng siêu âm thì chúng ta có thể làm một vài xét nghiệm để mà trong cái bước trong chẩn đoán chúng ta có thể làm TSH. Một số trường hợp TSH bị ức chế chúng ta sẽ làm thêm những xét nghiệm hormone hoặc là làm TRAB, hoặc là ví dụ như là chúng ta TBOB khi mà chúng ta đánh giá thêm nghi ngờ có thể là viêm giáp. Một số xét nghiệm đặc biệt ví dụ như calcitonin thì chúng ta có thể nghi ngờ trong bệnh nhân có tiền căn là gia đình ung thư giáp dần tủy hoặc là men 2, hoặc là ví dụ như một số kết quả FA gợi ý chúng ta thấy là đây là một ung thư giáp tủy, hoặc là bệnh nhân chuẩn bị mổ vú giáp đa nhân hạn chế phẫu thuật do một số trường hợp chúng ta không có đầy đủ. Về xạ hình tuyến giáp thì đây là một kỹ thuật tương đối là cổ điển, tuy nhiên nó cũng giúp cho chúng ta trong nhà lâm sàng khi có điều kiện chúng ta đánh giá thêm, ví dụ chúng ta có thể chẩn đoán được nhân nóng, chúng ta xác định được kích thước, đánh giá được chức năng, chúng ta đánh giá được tình trạng những cái bướu giáp chìm, tức là nó nằm phía sau xương ức, hoặc là ví dụ như chúng ta xác định được cái mô lạc chỗ, hoặc là tình trạng đánh giá được cái nhân tự chủ hay là những cái nhân khác mà thể thác bình thường. Đây là cái tình trạng xạ hình tuyến giáp. Đi bên cạnh thường thường người ta có những cái kỹ thuật xạ hình tuyến giáp bằng technetium 99, 123 hoặc 129. Vâng, thì tất cả mọi thứ là anh chị thấy rằng 131 cũng vậy. Như vậy thì đây là những chỉ định có thể phù hợp khi mà chúng ta dùng. Khi chúng ta dùng iốt 131 thì trừ khi nào chúng ta nghi ngờ giảm sẽ hấp thu. Còn một số là đặc tính của nhân nóng, nhân lạnh vân vân thì tất cả những cái chúng ta đều có thể, trong nhân nóng có thể là lành tính nhưng đôi khi người ta cũng ghi nhận có một số trường hợp ác tính. Trong nhân lạnh phần lớn chúng ta thấy rằng là có thể là ác tính nhưng người ta nghiên cứu cũng thấy cái tỷ lệ có thể là lành tính. Do đó vấn đề xạ hình nó chỉ góp phần cho chúng ta thêm một cái tiêu chí trong vấn đề chẩn đoán và theo dõi. Trong vấn đề mà trên slide các anh chị cũng thấy rất nhìn rất rõ, tức là trong cái hình ảnh xạ hình cho chúng ta biết hình ảnh bắt thuốc,
để mà chúng ta đánh giá được là tình trạng tăng mất thuốc hay là giảm mất thuốc. Chúng ta có thể phân biệt được một số trường hợp bệnh lý, ví dụ như là nhân giáp này nó giảm xạ hoặc là tăng xạ trong mấy trường hợp anh nôn toxic vân vân, thì đây là hoặc là basido vân vân, thì chúng ta nhìn thấy có lẽ là hình ảnh xạ hình tương đối. Đây là một đôi là một kỹ thuật dùng kỹ thuật phóng xạ, do đó nó cũng một hạn chế trong một số đơn vị, trong một số đơn vị lớn người ta thường làm xạ hình. Về vấn đề F3 tuyến giáp, đây là một cái kỹ thuật mà thực sự ra nó phát hiện từ lâu, nó phát triển từ lâu. Kỹ thuật F3 là kỹ thuật chọc hút kim nhỏ trong tế bào chung để chẩn đoán nhiều bệnh lý của nhiều cơ quan, riêng tuyến giáp thì kỹ thuật này nó phát hiện từ lâu, tức là từ thời khá lâu, tới thập niên 9 năm 1900. Và với những kỹ thuật đó thì để chẩn đoán nhiều bệnh lý, thì trong đó cho vai trò của bệnh lý tuyến giáp. Thì thập niên năm 1980 thì bắt đầu nó phát triển rộng rãi và nó chứng minh rằng cái nó là có giá trị, rất giá trị trong cái chẩn đoán bệnh lý tuyến giáp. Như vậy thưa với anh chị, tức là tại sao tới thập niên 80 thì nó như vậy? Tại vì nó có những cái biến chứng trong vấn đề kỹ thuật. Khi mà chúng ta chẩn đoán bệnh lý tuyến giáp thì trước đây người ta dùng những loại kim lớn, kim cement của sinh thiết gan người ta dùng thì nó có những biến chứng, mà sau này người ta dùng những loại kim nhỏ hơn và tính chất an toàn hơn, cho nên nó phát triển. Và việc dùng F3 thì nó làm chứng minh rằng nó giảm được, chúng ta có một cái chẩn đoán chính xác trước khi mà chúng ta phẫu thuật, do đó nó định hướng chúng ta phẫu thuật và nó giảm đi cái tỷ lệ bệnh nhân phẫu thuật không cần thiết và giảm chi phí điều trị. Tuy nhiên giá trị của FMA nó cũng có độ dày độ chuyên, như hồi nãy bác sĩ Liêm chia sẻ với anh chị đó, nó luôn luôn có những cái vấn đề, những hạn chế của nó, thì đó những cái phần mà anh chị thấy rằng vai trò của FMA. Như vậy thì FMA làm như thế nào thì rất rất cũng không có gì khó mà những đơn vị bây giờ hầu hết các đơn vị y tế có thể làm được, nhưng mà thường bây giờ thì người ta hướng dẫn dưới siêu âm sử dụng những cái kim nhỏ từ 25 đến 27 gauss, dài khoảng 3 đến 8 cm, và trước khi dùng thì bệnh nhân phải được ngưng những thuốc chống cái tập tiểu cầu 3 đến 5 ngày trước khi thực hiện, và lấy cái vị kỹ thuật có thể lấy vị trí vài nhân và chỉ cần 4 đến 8 năm để gửi cho phổi bệnh. Và tiêu chuẩn để mà đạt một cái mẫu đó, anh chị phải thấy rằng cái này nó phải là 6 nhóm tế bào biểu mô tuyến giáp nguyên vẹn hoặc là 10 tế bào trong một cái nhóm. Và kỹ thuật EMA anh chị thấy nhìn trên cái hình chúng ta nhìn thấy thấy chúng ta có thể thấy những cái sử dụng những cái dụng cụ như cái này là cái holder nó để nó giữ cho cái seren này nó chắc hơn khi chúng ta sử dụng lấy mô tuyến giáp. Bệnh nhân ở tư thế nằm hoặc tư thế ngồi, và cái cách mà anh chị nhìn đây là tức là khi người ta chọc cái kim vào những cái vị trí một cái chọc kim vào thì chúng ta sẽ lấy những cái mô khác nhau của nhân tuyến giáp, chứ không phải người ta rút ra người ta chọc, và người ta chọc vào với vai trò cái kim này là vai trò của cái dao cắt, để mỗi lần anh chị chúng ta cọc chọc một lần vào cái mô tuyến giáp, nghĩa là chúng ta cắt một mẫu mô bằng cái đầu kim, cái thước đầu kim, và chính những cái mẫu mô này nó mới giúp cho chúng ta khi chẩn đoán được cái bệnh học. Thì đây là cái mà thực sự thì đôi khi có một số cái sai lầm mà các anh chị mới làm, anh chị nghĩ là cái vai trò cái ống chích thì chúng ta chỉ chọc vào mô này, chúng ta rút một lượng lực rất lớn để chúng ta hút cái mô tuyến giáp, mà thực sự cái tuyến giáp nó khác với hạch, nó không có giống hạch. Chúng ta có thể hút được cái vỡ hạch ra chúng ta thấy được, nhưng tuyến giáp chúng ta phải sử dụng là cái áp lực trung bình từ từ 4 đến 7 đơn vị 7 ml áp lực thôi. Thành ra như vậy thì nó làm cho gì, với một cái áp lực âm nó mỗi lần chúng ta chọc vào thì chúng ta lấy một mẫu mô nhỏ, nhờ áp lực âm nó đẩy cái mẫu mô vào đít kim. Do đó chúng ta sẽ dùng, nếu mà dùng ống chích gần đây thì cái sự phát triển của siêu âm thì người ta làm kỹ thuật dưới hướng dẫn siêu âm, đôi khi người ta sử dụng ống chích và đôi khi người ta không cần sử dụng ống chích, để người ta cần lấy đúng cái mẫu mô mà người ta cần thiết, tức là mỗi lần chọc chúng ta lấy một mẫu mô. Như vậy thì chúng ta phải chọc nhiều lần vào một tuyến giáp để chúng ta có thể lấy mẫu mô, sau đó chúng ta phết lâm và chúng ta đọc. Như vậy thì chỉ định F3 nó phụ thuộc vào cái giá trị của cái xác định tính chất của cái nhân tuyến giáp đó. Anh chị thấy rằng ví dụ như nhân nhân tuyến giáp nang đơn thuần thì chúng ta ít, khi mình nang cái dạng bọt biển thì chúng ta có chỉ định có thể làm, hoặc là ví dụ bệnh nhân có nguy cơ cao mà phân loại của siêu âm thì chúng ta cần bắt buộc phải làm. Thì cái chỉ định F3 tuyến giáp là một chỉ định rất bàn cãi và rất rất cần nhiều các hiệp hội, người ta bàn cãi là ở kích thước nào, ở nguy cơ nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái MR tuyến giáp. Thì thưa anh chị là trong những đặc tính nghi ngờ của cái trên cái siêu âm, anh chị cũng khá rõ là bác sĩ Lim chia sẻ với anh chị nãy rất rõ về vấn đề đặc tính của siêu âm, thì anh chị thấy rõ vấn đề chẩn đoán và chúng ta dùng
những cái chỉ định rất hợp lý. Thường thì người ta nói là chỉ định những cái nhân lớn hơn 1 cm có những yếu tố nguy cơ cao. Trong một số trường hợp nhân mà nhỏ hơn 1 cm thì thực sự nó rất nhiều yếu tố nghi ngờ cao thì người ta mới sử dụng chỉ định MRI cái phần lớn. Như vậy thì năm 2020 thì có sự đồng thuận của tất cả những hiệp hội về tuyến giáp cũng như hiệp hội về ung thư. Anh chị thấy là có rất nhiều hiệp hội để người ta đồng ý, đồng thuận. Nên là tất cả những cái nhân tuyến giáp lớn hơn 10 mm thì bắt đầu nguy cơ cao người ta mới sử dụng MRI tuyến giáp, chứ không phải là chúng ta dùng những cái nhân dưới 10 mm. Lấy lý do mà nãy bác sĩ Linh chia sẻ là có rất nhiều trường hợp lâm sàng rất khó để mà chúng ta chỉ định. Ví dụ những cái nhân ví dụ 3-4 mm có yếu tố nguy cơ cao mà chúng ta chọc vào thì thực sự nó cũng là một cái điều khó, quyết định rất khó. Do đó nó có sự đồng thuận 2020 của các hiệp hội, người ta khuyến cáo rằng chúng ta nên chọc những nhân tuyến giáp khi có kích thước lớn hơn 10 mm ở yếu tố nguy cơ cao, hoặc là ví dụ như lớn hơn 20 mm nó có yếu tố nguy cơ thấp, tuy nhiên nó có tình trạng những cái dấu chứng lâm sàng như là tăng kích thước rất nhanh hoặc là bệnh sử tiền căn trước đó vân vân, là có vấn đề là tiền căn như là xạ vân vân, thì lúc đó anh chị phải chọc. Thì đó là cái mà chúng ta thấy là 2020. Như vậy thì về sau khi chúng ta chọc vào thì vấn đề chẩn đoán tế bào học là một chẩn đoán rất quan trọng khi mà chẩn đoán về tế bào tuyến giáp. Chẩn đoán tế bào học thì người ta phân làm 5 nhóm, tức là bệnh nhân có thể là chúng ta không có đủ tiêu chuẩn cái lâm chúng ta lại đọc. Thứ hai có thể là lành tính, có thể tổn thương dạng nang, có thể nghi ngờ, có thể là ác tính. Vấn đề trong một vài nghiên cứu của Dima đã cho thấy rằng khi chúng ta ra kết quả mà không đủ tiêu chí thì anh chị thấy rằng rất khó về xác định. Nếu mà chúng ta chẩn đoán là lành tính thì giá trị là 6-8%, nhưng mà đôi khi nó xuất hiện 5%, dưới 5% có thể là ác tính. Do đó những cái dạng tổn thương luôn luôn có những cái chẩn đoán sai lầm mà chúng ta nhìn. Đó là lý do mà muốn chia sẻ với anh chị ngày hôm nay. Người ta coi cái mẫu nó không đạt khi mà không đủ lượng tế bào, và do kỹ thuật lâm chúng ta kéo chưa tốt, và đặc điểm mô học gồm những tế bào bọt hoặc là dịch nang hoặc là máu quá nhiều. Những trường hợp này thì cần phải làm lại MA dưới hướng dẫn của siêu âm. Đó là lý do mà thường thì trong lâm sàng chúng ta vẫn thấy nhiều cái mẫu là không có kết quả đạt. Từ cái kết quả của cái tế bào học thì nó vẫn có những nhà tế bào học, thì nhà giải phẫu bệnh người ta cũng đưa ra một cái bản Bethesda. Bản Bethesda là cái bản mà đồng thuận của những nhà tế bào học đưa ra vào 2007, có những cái thay đổi. Bethesda là cái tên của một cái thành phố của họp của nhà giải phẫu bệnh mà người ta đưa ra cái hệ thống Bethesda. Như vậy thì hệ thống Bethesda để đưa cho các anh chị thấy rằng cái phân loại yếu tố nguy cơ để là chúng ta cần gì. Một là nguy cơ như thế nào, ung thư như thế nào, là bệnh nhân ví dụ nguy cơ ác tính ở những cái u nó có đặc điểm như thế nào, thì ví dụ như là tổn thương nhãn nang, anh chị thấy là nguy cơ ác tính 10-40%. Đó là anh chị thấy là đó là những cái bản phân loại của Bethesda giúp cho chúng ta trong cái chẩn đoán đó. Khi mà chẩn đoán tế bào học thì gửi cho nhà lâm sàng chúng ta có quyết định điều trị. Ví dụ như ác tính thì khả năng chắc chắn nó là 94-96%, hoặc là ví dụ như anh chị thấy là một có thể nó tăng gia tăng lên khi nó có tình trạng những yếu tố mà xâm lấn. Đó anh chị thấy rằng như vậy thì kỹ thuật và từ cái bản Bethesda đó nó gợi ý cho người lâm sàng và phẫu thuật viên quyết định là chúng ta điều trị như thế nào, cắt một thùy hai thùy hoặc là chúng ta cắt toàn bộ tuyến giáp. Đó là cái quan trọng nhất trong cái kết quả giải phẫu bệnh. Thì đây là một cái hình ảnh rất đơn giản, một vài cái hình ảnh giải phẫu bệnh về tế bào học. Ví dụ như chúng ta thấy trả kết quả là carcinoma tế bào học, thì chúng ta thấy là đây là một cái hình ảnh đặc trưng. Nó là nhân nó lớn, nó lệch tâm. Anh chị thấy bào tương khá lớn, cái nhân nó lớn, nó lệch tâm. Thì đây là hình ảnh tế bào học, chúng ta nhìn trên kính hiển vi chúng ta sẽ nhìn thấy rõ. Và chúng ta nghe ung thư giáp dạng nhú thì rõ ràng chúng ta thấy là nó tập trung dạng giống như cái nhú và từng mảng nhỏ, và bào tương thay đổi hình trứng sáng, nó thể có thể vùi, thì chúng ta có thể gặp như vậy. Hoặc là carcinoma tuyến dạng tủy thì chúng ta thấy tế bào nó đa dạng, thì có thể tế bào hình thoi và những tế bào dạng tương bào, hoặc là nhân nhú tiêu, hoặc là mô đệm dạng bột, thì đó là những đặc điểm của tế bào học. Hoặc là chúng ta nghe kết luận là carcinoma tuyến giáp thái sản của tế bào học, thì chúng ta thấy nhiều tế bào đa dạng hình ảnh, đa dạng mà chúng ta nhộn thấy nhiều đại thực bào vân vân, thì đó là hình ảnh. Như vậy thì từ cái vấn đề
chẩn đoán của tế bào học và vấn đề giải phẫu bệnh sau khi bệnh nhân phẫu thuật, nó làm cho chúng ta thấy là như vậy thì có thể là có độ nhạy độ chuyên khác nhau, do đó có những cái sai lầm trong vấn đề chẩn đoán. Thì vấn đề sai lầm trong vấn đề chẩn đoán về tế bào học thì thực sự nó có nhiều cái yếu tố, ví dụ như anh chị thấy sai sót trong trường kỹ thuật chọc, chúng ta chọc không đúng cái nhân thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là không đúng, các vị ra ngoài thì nó sẽ thấy là bình thường. Chúng ta sai sót trong kỹ thuật là làm cái lâm tiêu chuẩn, chúng ta ví dụ chúng ta lấy máu quá nhiều, chúng ta sử dụng những kim lớn, đó lý do người ta khuyến cáo anh chị dùng cái kim từ 25 đến 27, nên người ta dùng kim lớn thì nó anh lấy quá nhiều, chúng ta sẽ làm cho cái lâm nó sẽ khó đọc, và lâm nó chứa, chúng ta kéo không đúng, nó chứa nhiều hồng cầu, và chúng ta có thể là để cái lâm sau chúng ta kéo xong chúng ta để nó ngoài khô, khô rồi chúng ta cố định bằng cồn 90 độ đó, chúng ta để lâu quá là biến dạng cái tế bào, do đó nhiều khi làm cho nhà giải phẫu bệnh người ta đọc có thể đôi khi thấy sai, hoặc là lâm không đủ tiêu chuẩn, hoặc là ví dụ như trong quá trình đọc lầm lẫn của cái nhà giải phẫu bệnh thực sự đang nó rất khó. Thì thưa anh chị, thì nó rất nhiều nghiên cứu để người ta đánh giá cái vấn đề đối chiếu giữa cái tế bào học và giải phẫu bệnh như thế nào trong một số trường hợp. Thì đây là một cái review khoảng 6226 trường hợp mà người ta coi vấn đề kết quả giải phẫu bệnh và kết quả mô học như thế nào trong vấn đề chẩn đoán. Thì đây là anh chị thấy là ban đầu chẩn đoán là trong khoảng 6226 trường hợp thì anh chị thấy là lành tính, là coi như là chiếm khoảng 3731, tức là 61%, ác tính 3%, nghi ngờ 72% và là không có rõ thì anh chị thấy là 29%. Nhưng mà chúng ta nhìn qua cái hình thứ hai, anh chị sẽ thấy là như thế này. Ví dụ trong hai thì chẩn đoán 81% trường hợp bệnh nhân là ung thư. Ung thư, nhưng mà anh chị thấy rằng khi chúng ta chẩn đoán ung thư thì chỉ có 93% thực sự đúng là ung thư giảm nhú thôi, ung thư giáp giảm nhú, còn lại đó là 2% ung thư dạng nang và 4% là adenom và 1% là ung thư dạng nang. Do đó anh chị ung thư dạng nang, như vậy thì rõ ràng là anh chị thấy rằng khi chúng ta chẩn đoán ung thư dạng nhú có thể là trên tế bào học, nhưng mà trên giải phẫu bệnh mổ ra thì có thể có thay đổi. Tương tự như hình số 3, anh chị thấy rằng hình số 3 đây, ban đầu là anh chị thấy 44 trường hợp chẩn đoán nghi ngờ là ung thư dạng nhú, nhưng thực sự ra có 69% ca trường hợp thực sự thôi, 1% là ung thư dạng nang, 18% là tổn thương dạng nang và 9% là adenom. Thực sự anh chị thấy rằng như vậy thì rõ ràng trong cái hình số 4, anh chị nhìn cái hình số 4, chúng ta thấy là 59 trường hợp chẩn đoán là tân sinh dạng nang, thực sự ra tân sinh nang, anh chị thấy là tân sinh nang. Như vậy thì còn lại khi mà tế bào học nghi, khi mà giải phẫu bệnh, người ta thấy là 81% nó là đúng là tân sinh dạng nang thôi, còn lại 3% là adenom và 2% viêm giáp thái cyto, cũng như là tổn thương dạng ung thư nhú, ung thư dạng nang 3%, nghĩa là rõ ràng là khi mà hình ảnh chẩn đoán tế bào học và mô học luôn luôn có thể đôi khi có thể có những cái sai lầm mà chúng ta nhìn thấy, đó là vấn đề thực sự. Như vậy thì một nghiên cứu của Harvard cũng coi thử cái vấn đề sai lầm nó như thế nào trong một số trường hợp khó chẩn đoán. Thì đây thực sự ra trong 260 trường hợp có đầy đủ cái dữ liệu và người ta đánh giá trong vấn đề tế bào học và giải phẫu bệnh, người ta xem như thế nào, thì anh chị thấy rằng rõ ràng một số đặc điểm nó làm cho khó về nhà phẫu bệnh, giải phẫu bệnh người ta thấy khó chẩn đoán. Ví dụ như hình ảnh A, số 1, cái hình ảnh A thì anh chị thấy là hình ảnh ban đầu người ta nghĩ đây là hình ảnh lành tính, vì những tế bào nó sắp xếp rất đều đặn và sau khi người ta nhổ tế bào rít, nhưng thực sự ra khi mà mổ ra rồi, mổ sinh thiết thì thấy đây là adenom thực sự với có nhiều vỏ sợi. Và cái hình ảnh thứ hai mà ban đầu người ta nhìn lấy tế bào nó sắp xếp thành dãy như thế này, người ta nghĩ đây là một tế bào nghi ngờ là ác tính và những tế bào nó chồng lấp lên đâu và có nhiều nhân, nó đa dạng, nó tập trung, và ta nghĩ vậy, nhưng thực sự ra sau khi người ta mổ ra, người ta đọc thấy rằng đây là một hình ảnh viêm giáp Hashimoto tập trung nhiều tế bào lympho và hợp cell. Trên hình ảnh thứ ba mà anh chị thấy trên cái hình cho anh thấy là ban đầu người ta nghĩ là hình ảnh đó là ung thư, hình ảnh ung thư từ những tế bào đa nhân đa dạng nó nằm như thế này mà tập trung như thế này, nhưng thực sự khi người ta mổ ra đây là một cái adenom tuyến giáp bình thường. Như vậy rõ ràng trong vấn đề về một số bệnh lý đặc biệt, ví dụ như Hashimoto, nó làm cho rất khó trong nhà giải phẫu bệnh để người ta đọc trong vấn đề tế bào học. Đó là những cái phần mà muốn chia sẻ với thầy cô anh chị ngày hôm nay về vấn đề trong vấn đề chẩn đoán, trong tiếp cận một cái bướu giáp nhân
Thực ra thì tiếp cận bệnh nhân thực sự ra nó cũng là một cái điều không phải riêng của nhà nội tiết mà nó là của nhà nội khoa nữa. Do đó chúng ta cần phải có một cái quy trình rất cần chính xác trong vấn đề về chẩn đoán, ví dụ như siêu âm, những cái xét nghiệm cần thiết hoặc là kỹ thuật F3 khi nào cần thiết, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng làm F3. Và vai trò F3 cũng cho thấy nó rất chính xác, nó giúp cho chúng ta hỗ trợ chẩn đoán. Và tuy nhiên nó càng dữ liệu chừng nào thì càng chính xác đó, do đó những cái sai lầm mà chúng ta có thể gặp mà anh chị cũng từng thấy trong cái vấn đề mà vừa rồi, trong những cái phần nghiên cứu mà người ta cho chúng ta thấy, cũng xin đó là những cái phần nhỏ cũng xin chia sẻ một cái thông tin cho các anh chị đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của các anh chị đồng nghiệp. Dạ, kính thưa cô và anh, chào bác sĩ Liêm ạ. Dạ thì tiếp theo bài của bác sĩ Liêm và tiến sĩ Lâm Văn Hoàng thì tôi xin phép được chia sẻ với quý vị đồng nghiệp một cái chuyên đề về cập nhật điều trị của giáp nhân hiện nay. Thì kính thưa quý vị đồng nghiệp, là hiện nay thì chúng ta thấy là cái giống như bác sĩ Liêm nói, cái việc mà siêu âm và đánh giá cái tiêu chí IRAD cũng như là cái tranh cãi việc làm cái này cũng khác biệt so với các bệnh viện và thậm chí trong bệnh viện cũng khác nhau. Cho đó mà hôm nay tôi xin chia sẻ với quý đồng nghiệp những cái cập nhật mới về điều trị của giáp nhân. Thì kính thưa các anh chị, thì chúng ta thấy là cái bài của Sĩ Liêm và Sĩ Hoàng này rất là chi tiết về cái cách tiếp cận. Đầu tiên thì chúng ta thấy là khi mình nghi ngờ thì chúng ta phải siêu âm và sau đó mới đánh giá cái mức độ nguy cơ của một cái nhân giáp à, và sau đó thì trên cái cơ sở đó chúng ta có mới thực hiện cái FNA à, và sau khi thực hiện cái FNA xong thì dựa vào kết quả FNA thì chúng ta mới mới quyết định được là chúng ta sẽ làm gì đối với nhân giáp này. Thì chúng ta thấy là cái về phân loại của Bethesda thì hiện nay được có 6 loại à, loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 5, loại 6. Và riêng về chúng ta thấy là riêng về gọi là của giáp nhân lành tính thì chúng ta thấy là phân loại Bethesda là phân loại số 2. Số 2 và đây là cái nguy cơ ung thư của từng loại các anh chị. Và như vậy thì chúng ta thấy là nhìn trên cái sơ đồ thì chúng ta thấy là có tất cả là 6 nhóm Bethesda 1 2 3 4 5 6, thì chúng ta thấy là riêng về cái Bethesda 1 tức là cái mô học không điển hình thì trong trường hợp này thì chúng ta phải theo dõi và thực hiện lại FNA. Và nếu như mà FNA đó mà nó nghi ngờ nữa hoặc là có biến có tăng cái độ FNA lên thì có thể xem xét phẫu thuật hoặc là chúng ta sẽ theo dõi và thực hiện FNA lại. Riêng về cái nhóm 2 thì đó là cái nhóm mà gọi là của chấp nhân lành tính, tôi sẽ trình bày. Đây là một cái loại mà rất thường gặp trên lâm sàng, tôi xin trình bày cụ thể sau. Cái phân loại thứ thứ ba đó là Bethesda mà nhóm 3 đó. Đó là cái tổn thương mà nghi ngờ ác tính, cái mức độ nguy cơ ung thư cũng khá khoảng 10 đến 20%. Thì như vậy thì chúng ta là trong những trường hợp này thì nhìn chung là chúng ta phải xem xét giữa hai chuyện. Một là chúng ta phải theo dõi sát, thực hiện lại bên này. Nếu mà kết quả không có thay đổi thì chúng ta xem xét phẫu thuật hoặc là chúng ta nếu nếu cần thiết lại cái này lại mà chúng ta đã chuyển qua cái nhóm 2 thì chúng ta phải dõi tiếp. Và từ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 cho lên thì chúng ta thấy nguy cơ ung thư rất là cao. Ung thư rất là cao, do đó mà xem xét hầu như là trên lâm sàng là xem xét gỡ siêu phẫu thuật thôi. Và như vậy thì tóm lại chúng ta thấy là về 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 lâm sàng á, về về bác sĩ nội khoa mà thường gặp á, nhìn chung á, tần suất thì chúng ta thấy là bưu giáp lành tính thì gặp rất là nhiều. Và như vậy thì xếp loại giáp nhân là tính là gì? Đó là những cú giáp mà có cái phân loại của sau khi em này có phân loại Bethesda là nhóm 2, hoặc là những cái trường hợp mà ban đầu qua cái siêu âm đánh giá tirad mà không nghi ngờ nhiều, không cần làm cái này. Đó là những cái trường hợp mà chúng ta gọi là giáp nhân lành tính và chúng ta phải theo dõi. Và như vậy thì chúng ta thấy là rất là nhiều các trường phái cũng như là cái gọi là cái tiếp cận của các bác sĩ các bệnh viện nó khác nhau. Thì hôm nay tôi xin trình bày đi sâu vào cái nhóm này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là nhìn chung các anh chị, thì hiện nay guideline nhìn chung của Hiệp hội Tuyến giáp Hoa Kỳ thì chúng ta này với bưu giáp nhân lành tính thì hầu như là chúng ta chỉ theo dõi thôi, không cần làm gì hết.
Và cái mức độ theo dõi thì tùy theo đặc điểm bệnh nhân, đặc điểm từng bệnh nhân mà chúng ta có thể theo dõi. Cái thời gian có thể là 6 tháng, 1 năm hoặc là 2 năm. Như vậy thì trong thời gian theo dõi như vậy thì khi mà có dấu hiệu nghi ngờ trên siêu âm, đặc biệt là chúng ta mỗi lần tái khám thì chúng ta có thể thực hiện cái siêu âm hoặc là có thể kèm theo là cái chức năng tuyến giáp, thì chúng ta có thể thực hiện lại FNA khi mà có dấu hiệu nghi ngờ. Thứ nhất là cái nhân giáp này nó lớn hơn 50% về thể tích, hoặc là cái đường kính nó tăng hơn 20%, nhìn chung là cái giá trị từ đó nó khoảng 2 đến 3 mm tăng kích thước đường kính hơn so với lần trước đây, thì có trình thể này lại, hoặc là có bất kỳ những dấu hiệu nghi ngờ về mặt siêu âm cũng như về mặt lâm sàng thì chúng ta cũng nên thực hiện lại. Và như vậy thì chúng ta thấy nhìn chung thì trong cái quá trình theo dõi như vậy thì có những cái trường hợp nhân giáp lành tính, chúng ta cũng có những cái hướng xử trí về phẫu thuật, cũng có thể dùng cái thuốc ống nhân giáp để điều trị, cũng có thể là tiêm methanol xạ trị và đốt nhiệt. Thì như vậy thì những quan niệm này hiện nay như thế nào thì xin trình bày tiếp theo. Thứ nhất về phẫu thuật nhân giáp lành tính thì chúng ta thấy là khuyến cáo của Hiệp hội Tuyến giáp Hoa Kỳ năm 2016 thì chúng ta thấy là chỉ phẫu thuật khi những cái nhân giáp mà lành tính mà trên 4 cm, hoặc là những có những di chứng chèn ép tại chỗ, hoặc là vì lý do nào đó, ví dụ như là về thẩm mỹ hay là vì cái mong muốn của người bệnh thì chúng ta phẫu thuật. Tuy nhiên đây là một cái xem xét chung, xem xét và mang tính tương đối chứ không phải là mang phẫu thuật mang tính tuyệt đối. Cho đó mình chúng ta phải xem xét nhiều cái yếu tố liên quan đến bệnh nhân và bệnh nền vân vân để mà quyết định đúng đắn chừng bệnh. Thì chúng ta biết là hiện nay thì ở trên thế giới cũng như Việt Nam thì rất là nhiều cái kiểu mà phẫu thuật nhân giáp anh chị. Thì chúng ta thấy là có thể mổ hở nè, hiện nay có thể mổ nội soi nè, mổ nội soi thì mổ nội soi qua đường nách nè, hoặc là mổ nội soi qua đường miệng, nó rất là nhiều cái kiểu. Thì hôm nay thì không phải cái phạm vi của bài hôm nay, do đó tôi xin và cũng nó liên quan đến phẫu thuật ngoại khoa, do đó tôi xin không trình bày sâu về cái vấn đề này. Mà cái vấn đề thứ hai đó là về cái điều trị nội khoa cho ông bú giáp nhân lành tính, thì đây là một cái vấn đề mà phải nói là rất là bàn cãi và rất là không thống nhất giữa các bác sĩ với nhau, giữa các hiệp hội với nhau. Thì nói lại lịch sử xíu thì đây là một quá trình mà nó rất là lâu rồi, hơn 60 năm rồi, người ta dùng cái ống men giáp đó là levothyrox LT4 để mà khi bổ vào như vậy thì chúng ta thấy nó tạo ra một cái tác dụng là cường giáp dưới lâm sàng, những cường giáp lâm sàng, và như vậy thì sẽ ức chế te thắt, và như vậy nó dẫn đến là giảm kích thước nhân và ngăn ngừa nhân mới. Đây là về lý thuyết, nhưng mà chúng ta biết là về nhân giáp thì nó rất là nhiều các nguyên nhân, trong đó một trong những nguyên nhân đó là những nguyên nhân mà nó tăng cái sự nhạy cảm của cái thụ thể cái vào tuyến giáp đối với te thắt. Thì nếu mà trong trường hợp như vậy thì có thể là cái cơ chế này sẽ đúng. Do đó mà trên thực hành lâm sàng thì chúng ta thấy là với những nhiều nghiên cứu thì cho thấy là cái hiệu quả của cái liệu pháp này đối với búi giáp nhân lành tính thì nó không có hiệu quả nhiều, và phải nói là tùy theo đặc điểm của giáp nhân khác nhau và nó sẽ có những cái hiệu quả khác nhau, nhưng mà nhìn chung thì hiệu quả rất là hạn chế. Tuy nhiên thì khi mà dùng như vậy thì một số điều chúng ta cũng quan tâm, đó là khi mà ngưng thì thường là nó sẽ cái nhân giáp nó sẽ tăng kích thước trở lại, hoặc là chúng ta thấy rằng là tác dụng phụ khi mà dùng quanh giáp vào á, nó tạo ra ít nhất là cái nhiễm độc giáp dưới lâm sàng, và như vậy thì nó gần rất là nhiều tác dụng phụ, chẳng hạn như là mất khoáng xương, loãng xương, đặc biệt là trên phụ nữ mãn kinh, cũng như là tăng cái nguy cơ về bệnh cơ tim mạch cục bộ rất là nhiều. Do đó mà rất là thận trọng khi bệnh nhân lớn tuổi hoặc là có bệnh tim mạch. Như vậy thì đó là về lý thuyết, và như vậy thì về gọi là về các khuyến cáo thì chúng ta thấy cái gì? Khuyến cáo của hội đã được của hội tuyến giáp Hoa Kỳ thì chúng ta thấy là cái khuyến cáo rất là yếu, tức là dùng ống men giáp để mà điều trị ức chế te thắt trong liệu pháp mà điều trị quý giáp nhân lành tính thì hầu như là không có khuyến cáo và rất là yếu, anh chị, rất là yếu. Tuy nhiên thì chúng ta thấy thực tế lâm sàng thì chúng ta thấy là rất là nhiều nơi mà cũng sử dụng cái liệu pháp này. Như vậy thì theo tôi đến 2020 mới nhất thì chúng ta thấy là trên những bệnh nhân có hai loại, anh chị. Một loại là bệnh nhân búi giáp mà đa nhân á, thì nhìn chung là cái liệu pháp mà dùng ống giáp để mà điều trị thì nó chỉ mang tính RAS 2C thôi, rất là phải nói cũng khá yếu.
Tuy nhiên nha, tuy nhiên nếu như mà bệnh nhân mà có một số đặc điểm nhất định thì có thể là nó sẽ có lợi ích khi mà dùng liệu pháp này. Đó là trên những bệnh nhân mà sống ở nơi mà có thiếu hụt iốt, có tiền căn là xạ trị vùng cổ, hoặc là bệnh nhân trẻ tuổi, hoặc là bệnh nhân bưu chấp nhân mới phát hiện à, và như vậy thì có thể là nó có sẽ hiệu quả. Tuy nhiên thì chúng ta phải nhớ một điều là chúng ta phải xem là chức năng tuyến giáp chính bản thân của bệnh nhân đó trước khi điều trị, là nếu như mà tê thắt mà bị ức chế, tức là khoảng tê thắt mà dưới 0,1 mL đơn vị trên ml á, thì hầu như là không có hiệu quả. Thứ hai nó là về về nhân giáp và nhân giáp đặc, tức là bệnh nhân chỉ có một nhân giáp thôi á, thì hầu như là chỉ phù hợp với những bệnh nhân nào mà có sống với những vùng và cũng như là bản thân bệnh nhân thiếu hụt đó thì mới có thể có hiệu quả thôi, chứ còn mà những cái trường hợp khác thì hầu như là cái liệu pháp này không có hiệu quả. Một cái vấn đề quan tâm nữa đó là trên bưu chấp nhân lành tính thì khoảng vài năm gần đây thì người ta rộ lên một cái phong trào, đó là tiêm ethanol vào cái nhân giáp để mà điều trị. Như vậy thì cái hiệu quả của cái vấn đề này như thế nào? Thì đây là một cái phương pháp mà can thiệp, tức là tiêm ethanol nồng độ 95-99% trực tiếp vào cái nhân giáp, và thường là cái nang giáp anh chị, hoặc là cái nhân giáp mà nó có nhiều thành phần, nó có hóa dịch, để làm nhỏ cái nhân giáp lại. Và đương nhiên là về kỹ thuật thì nó cũng rất là phức tạp, phải có siêu âm và hướng dẫn siêu âm, và phải rất là trên cái những cái bác sĩ có kinh nghiệm. Tuy nhiên ở đây là liệu pháp mà nó không phổ biến ở Mỹ các anh chị, tại vì chúng ta thấy là cái biến chứng của nó rất là cũng khá nhiều, ví dụ như rất là đau nè, nó dính nè, rồi máu tụ, sốt nhẹ, vân 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 vân, và đặc biệt là khi mà theo dõi lâu dài á, nó có thể là chúng ta biết là khi mà tiêm methanol vào nó sẽ gây dính những cái mô lại, sơ hóa lại, và nó có thể co kéo, nó dính những cái thành phần, đặc biệt là khí quản, cho đó mà có thể đôi khi về lâu về dài nó không có tốt. Cho đó mà ở Mỹ thì hầu như là người ta chú ý nhiều đến việc y học chứng cứ về an toàn lâu dài, do đó ở Mỹ hầu như là rất hiếm khi mà người ta chỉ định cái phương pháp này. À, thì đây là cái khuyến cáo của Hội Tuyến Giáp Hoa Kỳ. Thì chúng ta thấy là cái việc mà tiêm methanol vào nang giáp thì hầu như là rất là yếu, rất là yếu. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là ở những nước châu Á, và đặc biệt á, ở ở Thái Lan cũng như là ở ở Hàn Quốc á, thì người ta những cái phong trào này người ta rất là thích, rất là thích. Và năm 2018 thì ta có nguyên một cái đồng thuận về cái việc mà tiêm cái ethanol vào để điều trị cái nang giáp. Thì chúng ta thấy đây là cái hình hai cái hình cho thấy cái hình A thì chúng ta thấy đây là cái nang giáp trước khi tiêm methanol vào, và cái hình thứ hai thì chúng ta thấy là cái nang giáp nó nhỏ hơn rất nhiều sau khi tiêm methanol. Và phải nói lại châu Á, Việt Nam hiện nay thì cũng có một số bệnh viện, một số bác sĩ cũng sử dụng phương pháp này. Mày vẫn một cái phương pháp điều trị nữa cho nhân giáp, đó là xạ trị. Thì đây là một cái vấn đề khác, là thường nhân giáp chúng ta thấy là nhân giáp nhân nóng, tức là bắt tăng bắt xạ trên cái sở hình với và đo độ lực trung iốt với 100/131, nó cho thấy nhân nóng, hoặc là bệnh nhân có cường giáp, ít nhất là cường giáp chưa lâm sàng thì mới hiệu quả cái phương pháp này mới có hiệu quả. Tại vì khi mà chúng ta dùng dùng iốt 131 vào thì như vậy thì cái nhân giáp bình thường nếu mà nó không có tăng bắt xạ thì cái hiệu quả của nó rất là ít, và như vậy thì chúng ta phải cần dùng liều cao rất là nhiều iốt 131, và như vậy thì đôi khi cái hại của nó còn lớn hơn là cái lợi. Một phương pháp mà quan tâm nữa mà thực hiện rất nhiều hiện nay ở bệnh viện, rất là nhiều bệnh viện thực hiện, đó là pháp đốt nhiệt trong những cái bưu chấp nhân lành tính. Xin nói lại, bưu chấp nhân lành tính là khi dùng pháp này thì đương nhiên là phải làm mấy hôm nay, cũng như là rà soát mọi thứ và phải loại trừ là bệnh nhân phải ác tính ha, phải lành tính thì mới dùng pháp này. Thì như vậy thì hiện nay ở thậm chí Chợ Rẫy cũng có pháp này, ở Đại học Dược cũng có, và một số bệnh viện khác cũng có. Và như vậy thì chúng ta phải xem là cái hiệu quả của nó như là cái mức độ mà chứng cứ hiện nay trên thế giới như thế nào. Thì chúng ta đây là phương pháp mà xâm lấn tối thiểu, tức là người ta dùng cái kim tâm vào cái nhân giáp với cái hướng dẫn của siêu âm, và sau đó người ta chiếu tia nhiệt, người ta làm tiêu, tức là người ta đốt cái nhân đó. Và như vậy thì nó sẽ giảm kích thước nhân, và tuy nhiên thì kích thước nó giảm dần theo thời gian, giống như xạ trị vậy anh chị, giảm dần theo thời gian, và thường thì chỉ dành cho những cái bệnh nhân có nguy cơ
cao khi phẫu thuật, hoặc là những nhân gất này, nhân giáp nhỏ thôi, chứ còn mà nhân giáp lớn thì cũng không hiệu quả gì. Và đặc biệt là phương pháp này nó cũng không có phổ biến ở Mỹ, do cái gọi là cái hiệu quả lâu dài cũng như là cái tác dài lâu cái tác hại mà lâu dài của phương pháp này vẫn chưa được chứng minh rõ ràng. Thì chúng ta thấy là riêng ở châu Âu các anh chị, thì chúng ta thấy là lại sử dụng pháp này cũng khá nhiều. Chúng ta thấy hiện nay thì phương pháp đốt nhiệt nhìn chung đây là tên gọi chung vậy thôi, nhưng mà trong phương pháp nó có nhiều phương pháp nhỏ nữa. Ví dụ như đốt nhiệt bằng tia laser, người ta chiếu bằng tia laser, hoặc là đốt nhiệt bằng sóng cao tần, hoặc là phương pháp đốt nhiệt bằng microwave, hoặc là đốt nhiệt với siêu âm, với cái nồng độ cao. Như vậy thì theo hiệp hội của Mỹ thì người ta cũng không phổ biến, người ta khuyến cáo rất là yếu cái phương pháp này. Riêng ở châu Âu các anh chị, riêng ở châu Âu thì hiện nay người ta vẫn sử dụng và nó đưa vào guideline rất là rõ ràng năm 2020. Đó là chúng ta thấy rằng là trên bệnh nhân mà bưu giáp nhân mà lành tính, mà có triệu chứng chèn ép hoặc là vì lý do thẩm mỹ nào đó, thì có thể xem xét phương pháp đốt nhiệt này để mà giảm triệu chứng cũng như là điều trị cho bệnh nhân. Thì chúng ta thấy là cái mức độ chứng cứ nó là chúng ta thấy là có bốn cái vòng tròn mà gạch hai vòng, gạch hai cái sẹt. Nếu gạch bốn sẹt là mức độ cao nhất, nếu gạch hai sẹt thì mức độ cũng như là trung bình yếu, anh chị. Và như vậy thì trong cái phương pháp đốt nhiệt thì chỉ có hai phương pháp mà được gọi là được chọn lựa nhiều nhất, là đó là phương pháp đốt nhiệt bằng tia laser hoặc là phương pháp sóng cao tần. Và riêng những cái trường hợp mà nhân giáp, mà nhân giáp mà hóa nang, tức là có nang giáp, thì sau khi đã dùng tetrametanol mà không hiệu quả còn sót lại thì cũng có thể dùng pháp này, nó sẽ rất là hiệu quả và mức độ chứng cứ nó cao hơn một chút xíu. Thì tóm lại thì chúng ta thấy là hiện nay thì bưu giáp nhân rất là thường gặp trên lâm sàng. Theo những một cái mới nhất của Mỹ thì chúng ta thấy với cái phương pháp mà dùng cái siêu âm để mà tầm soát á, trên những đối tượng mà trước đây chưa từng có bưu giáp nhân thì có thể phát hiện đến 50% những bệnh nhân đó có nhân giáp nhỏ. Và chúng ta thấy là với như vậy thì chúng ta phải đánh giá và chúng ta vừa đặc điểm từng của giáp nhân để mà chúng ta có chỉ định cái làm cái này không, và với một cái kết quả hôm nay thì chúng ta có cái thái độ vị trí. Nhìn chung thì chúng ta thấy là hiện nay thì đây là một cái bệnh mà rất thường gặp trên lâm sàng, mà phải nói là hầu như thì đa số là 80% là nhân lành tính trong số các trường hợp hiện nay. Và hiện nay thì có rất là nhiều các cách điều trị khác nhau, như có thể dùng LT4 cho một số những số hạn chế nhất định các anh chị tôi vừa trình bày, cũng như là phẫu thuật cho những cái trường hợp mà ung thư thì không nói rồi, những trường hợp mà bưu giáp nhân lành tính thì nhân lớn, đặc biệt là hơn 4 cm, hoặc là bưu chứng chèn ép. Và hiện nay thì chúng ta thấy là có cái những cái độ lên của pháp mà tiêm methanol vào nang giáp cũng như là đốt nhiệt cho nang giáp lành tính, thì đây là những kỹ thuật mới mà phải nói là cũng chưa được chấp nhận rộng rãi trên của những hiệp hội lớn trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ, chỉ một số chẳng hạn, ít nhất là châu Âu và một số nước ở châu Á sử dụng thôi, chứ còn mà đôi khi cũng chưa gọi là rộng rãi lắm. Do đó mà trên thực hành lâm sàng thì hầu như là chúng ta chỉ theo dõi là chủ yếu nhất trong những tất cả các trường hợp, và cần thiết thì chúng ta bên này lại để mà chúng ta có cái hướng dẫn tiếp theo. Nếu mà bên này mà tăng độ beta đa hoặc là nghi ngờ ung thư nhiều thì chúng ta có thể phẫu thuật, và nếu không thì chúng ta chỉ theo dõi là chủ yếu. Và trên một số trường hợp nhất định, đặc biệt là chúng ta bác sĩ hay sử dụng cái hormone giáp điều trị á, thì chúng ta phải chú ý, đặc biệt là dân số mà có nguy cơ cao rất dễ bị tổn thương với hormone giáp, ví dụ như là bệnh nhân phụ nữ sau tuần mãn kinh, bệnh nhân có nguy cơ bệnh tiến hóa cục bộ, rồi rung nhĩ vân vân. Thì đó là một số cái thực hành lâm sàng xin chia sẻ với quý thầy cô và các đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hê. Như vậy là mình đã qua tất cả các cái đề tài và bác sĩ Hê đã cho chúng ta một cái gọi là tổng kết rất là thực hành
ở Việt Nam, tại vì chúng ta cũng biết ở Việt Nam cái gì mình cũng có hết, phẫu thuật rồi là tiêm etanol, rồi chúng ta cũng có sóng cao tần vân vân. Đây là cái lựa chọn đó thì cũng tùy các bác sĩ để nói chuyện với bệnh nhân. Tuy nhiên chúng ta cũng biết đó là cái điều trị mà biêu cắt nhân ấy, thì cái hiệu quả của nó không cao. Nhưng mà cái chỉ định phẫu thuật thì không phải lúc nào cũng có. Thành ra cái kiến thức về phương tiện mà gọi là chẩn đoán bệnh với cái bàn bạc với bệnh nhân đó là cái mà để đi cái quyết định sau cùng. Nếu mà chúng ta không có cái câu hỏi nào đó thì tôi cũng xin thông báo như thế này. Tức là đầu tiên hết là tôi cảm ơn các báo cáo viên, bởi vì ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên và chúng ta có rất nhiều sự cố. Thứ nhất là bác sĩ Liêm bị bắt cóc, bỏ dĩa vào phút chót. Rồi cái thứ hai nữa đó là bác sĩ Hên và bác sĩ Hoàng thì đột nhiên lại sáng hôm nay là có cái tin là bị lockdown. Thì chúng ta cũng nhờ đó phương tiện kỹ thuật cao đó thì chúng ta mới có thể là thực hiện được cái buổi ngày hôm nay. Tuy nhiên thì với tất cả cái sự cố gắng của các báo cáo viên và bên hỗ trợ kỹ thuật đó, thì chúng ta cũng biết là mọi chuyện đến ngày hôm nay thì cũng đã đến giờ phút này thì cũng đã xong. Và chúng tôi cũng sẽ để cái buổi ngày hôm nay đó trong vòng vài tuần lễ thì cho các bạn là tiếp tục theo dõi nếu mà các bạn không có thời gian để theo dõi ngày hôm nay. Nhưng mà cái điều quan trọng á là nếu các bạn có câu hỏi đó thì xin gửi về cho ban tổ chức Y Academy để chúng tôi sẽ sắp xếp trả lời câu hỏi nếu mà có. Tiếp theo nữa đó là các bạn có thể là gửi email cho tôi nếu các bạn có email của tôi đó để góp ý về những cái đề tài mà các bạn muốn nghe trong tương lai. Và cái cách tổ chức đó thì như thế nào, bởi vì cái ngày hôm nay đó thì cái thông báo nó không tiếp cận được đến tất cả các bạn cho kịp thời. Và cái tiếp theo nữa đó là tôi cũng xin thông báo là ngày 22 tháng 8 đó, là cái ngày mà chúng ta sẽ nói chuyên đề về tuyến thượng thận. Thì như vậy là bác sĩ Nam với B115 đã gần như là xong chương trình rồi và chúng ta đã có hầu hết các bài rồi, thành ra chương trình sẽ gửi các bạn trong thời gian sớm hơn. Và trong tương lai thì mọi chuyện nó cũng sẽ nhuần nhuyễn và nó cũng kịp thời hơn là cái buổi ngày hôm nay. Thì tôi xin cảm ơn cái sự tham dự của các bạn và một lần nữa thì cảm ơn các báo cáo viên và bên hỗ trợ tổ chức. Xin chào các bạn và chúc sức khỏe. Chào cô.